Phần 2, đỉnh cao, năm 1927 đến năm 1936. Hồi 8, không có hiện tượng Maranzano và Masseria tăng sức ép để buộc Lucania phải dứt khoát theo bên này hoặc bên kia, chấm dứt thái độ do dự và kéo dài. Thế lực của Lucania trong thế giới ngầm càng tăng thì những lời ca ngợi càng nhiệt tình. Nhưng đằng sau những lời lẽ ngọt ngào cũng đã bắt đầu thấy có bóng dáng một sự đe dọa và lấp ló một thứ tối hậu thư đặc biệt là từ phía Masurya. Mỗi lần họ gặp nhau, những lời lẽ của Masurya ngày càng có dục ý rõ rệt. Khoảng năm 1927, Red Levin, một tay lái xe bậc thầy và một tay súng cử khôi của tôi, nói với tôi rằng, Masurya có nhắn mời tôi và một số người nữa đến gặp y tại khách sạn Menzer, đại lộ số 7, vào khoảng 4 giờ chiều. Lời nhắn nhủ này có vẻ là một yêu cầu hơn là một lời mời. Lucania lập tức họp với Lansky, Costello, Adonis, Cicero, Genovese và cả Frank Scalise từ Brooklyn đến, gần như là một cuộc hội nghị ban chấp hành. Họ gặp nhau ở trong hiệu thuốc Moedaco ở đại lộ số 7. Lucania đã thuê sẵn một phòng ở đây làm nơi hội họp. Trong khi chúng tôi hội họp với nhau, Nick Gentile và Red Levin được giao nhiệm vụ quan sát khách sạn Menzer tôi rất ngạc nhiên vì Lansky là người phát biểu ý kiến trước vì thông thường Lansky chờ mọi người nói hết mới phát biểu cuối cùng Lansky nói là anh ta biết lý do tại sao Masrier muốn gặp chúng tôi anh ta nói chúng ta phải bàn bạc kỹ vấn đề này đây là một vấn đề có tính chất quyết định chúng ta sẽ phải trả lời dứt khoát có hay không hoặc là chấp nhận liên minh với ông chủ dâu hoặc máu sẽ chảy phản ứng của Siro mạnh hơn anh ta đứng vụt dậy chúng ta đờ cần cái thằng con hoang béo phì ấy. Nếu chắc đi với hắn, tôi biết chúng ta sẽ cùng chết chìm với chắc. Hắn sẽ khử Mai ơ và tôi. Hắn có thừa tay súng để cướp lấy tất cả cơ nghiệp mà chúng ta dựng lên. Này chắc, tôi đề nghị đúng 4 giờ chúng ta tràn qua cái cửa kia và khử hắn ngay tại chỗ. Sĩ là người duy nhất không hề biết sợ là gì, ngay thử thách đó. Tiếp theo đó, mọi người phát biểu ý kiến của mình và tranh cãi ầm ĩ cuối cùng Zenovis cầm một chiếc cối say thuốc ném xuống sàn nhà. Mọi người im bặt, Zenovis nói, đờ, em, tại sao các anh lại la hét ầm ĩ thế vậy? Các anh đều biết rằng chắc là người quyết định vấn đề này. Tại sao chúng ta lại không câm mõm để nghe ý kiến của Jack thật đúng là phong cách của Vito, thằng chó đẻ này bất kỳ lúc nào cũng hôn đít tôi. Hắn tìm mọi cơ hội để chứng tỏ là người trung thành. Tất nhiên tôi phải quyết định và mọi người sẽ nghe lời tôi tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng tôi phải nhận liên minh với dâu Masseria. Tôi đã khẳng định rằng không thể nào tôi liên minh với Maranzano. Tôi luôn luôn cảm thấy rằng hắn là kẻ thù của tôi. Hắn có cái thói luôn luôn tỏ ra mình là người bề trên và không ai có thể được ngang hắn. Tôi không muốn đặt mình vào một tình thế hàng ngày bắt buộc phải hôn nhẫn của hắn. Còn đối với Masseria, tôi cho rằng hắn chỉ là một thằng béo phị và ngu ngốc. Tôi tin rằng tôi có thể nắm được hắn dù cho liên minh với hắn, tôi có thể buộc hắn đồng ý không dính mũi vào lĩnh vực rượu whisky của tôi. Đạt được điều này sẽ là một kỳ tích đối với thời bây giờ. Còn có một logic khác làm cho Lucania quyết định liên minh với Masseria là vùng kiểm soát của hắn bao gồm cả khu trung tâm ngược lên vùng Manhattan, còn Maranzano kiểm soát phía dưới và khu Wall Street. Bằng cách liên minh với Masseria, Lucania có thể xâm nhập vào khu trung tâm, đồng thời với thế lực của Masseria anh chắc chắn sẽ tống cổ được Maranzano ra vùng Unstead. Ngoài ra còn một lý do khác, tôi tin chắc rằng trước hay sau, sớm hay muộn, Masseria, Maranzano sẽ tuyên chiến với nhau. Cả hai tên người Sicily chó đẻ này sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn nếu một trong hai tên chưa bị diệt. Còn đối với tôi vấn đề quan trọng nhất là tổ chức lại việc làm ăn của chúng tôi. Và người nào nhanh chân, kẻ đó trở thành ông chủ của mọi ông chủ. Tôi tưởng rằng Maserio sẽ giành được chức này và đó là một trong những sai lầm của tôi. Khoảng gần 4 giờ chiều, Lucania và Odonis rời hiệu thuốc Moedaco, băng qua đường đi tới khách sạn Menzer. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hơi căng thẳng, nhất là tôi, vì tôi biết rằng nếu nước cờ này tính sai, chúng tôi sẽ bị đẩy lùi lại hàng chục năm. Lucania biết rõ thái độ của anh trong cuộc gặp gỡ sẽ quyết định tất cả tôi phải biết cách thăm dò để tìm ra cách xử trí đúng và không để thiệt hại đến quyền lợi của các chiến hữu tình hình không phải dễ dàng trong những tháng gần đây maserier đã không che giấu nỗi bất bình của hắn đối với lucania vì anh ta vẫn tiếp tục từ chối liên minh với hắn không nghi ngờ gì nữa ông chủ dâu muốn được chia phần trong món kinh doanh rượu lậu lên tới hàng triệu đô la và cũng tiếp tục phất to nhưng còn khả năng là muốn lucania đứng về phía hắn bởi vì với những mối quan hệ chính trị của Lucania, với các nguồn lợi nhuận khác của Anh cũng như số tay sung dưới quyền Anh, sức mạnh của Masseria sẽ tăng gấp bội, vượt hẳn Maranzano, địch thủ đang hàng ngày đe dọa hắn. Lucania và Adonis vào thang máy, lên tầng 2 khách sạn Menzer. Masseria thuê hẳn cả một căn gồm nhiều buồng ở khách sạn. Khi hai người đến gần cửa, họ chợt thấy ở cuối hành lang có một căn phòng cửa hé mở. Jensenai và Levin đã nấp sẵn ở đấy. Hai người bước vào phòng Masuria. Tôi rất ngạc nhiên là Masuria chờ chúng tôi và chỉ có một người đứng bên cạnh hắn, đó là Dâu Catania, một trong những thủ hạ thân tín của Masuria. Đằng sau hai cánh cửa đóng kín của hai phòng bên cạnh, chúng tôi không biết Masuria có bố trí người nào khác không. Sự có mặt của Catania làm cho tôi hơi ngạc nhiên và từ nhiều năm nay một số người nói với tôi rằng. Masuria ghét cay ghét đắng, tôi mặc dù Masuria muốn tôi liên minh với hắn Masuria ngồi trước bàn tròn đặt ở giữa phòng Trên bàn bày đầy những món ăn ý nổi tiếng nhất Số thức ăn để trên bàn đủ cho một bữa tiệc lớn Tôi vẫn nghĩ rằng một lúc nào đó, hàng chục tay súng sẽ bất thần ập đến Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả Masuria một mình muốn hết gần một nửa số thức ăn này trên bàn Hắn dùng hai tay bốc tọng vào mồm, nhìn hắn ăn tôi tưởng như tôi đang ngắm một con lợn hai chân hôm đó hắn tỏ ra rất vui vẻ hết nói lại cười kể chuyện tiếu lâm nhắc lại những kỷ niệm của hắn ở sicily hồi tôi mới đẻ tôi cảm thấy rất khó chịu tôi chuẩn bị tinh thần để gặp người đối thoại cứng rắn hơn nhưng trước mặt tôi bây giờ lại là một lão già đang làm cho hề và vẻ mặt vui sướng của hắn làm tôi lộn ruột mãi maserio mới ngừng ăn hắn ngừng lên nhìn lucania adoniva hỏi các ông có mang súng theo không? Dầu, hãy cầm cái mõm, anh đi Lucania giận dữ trả lời anh bảo anh muốn gặp chúng tôi. Tôi chỉ mang theo súng khi nào đi gặp một kẻ thù. Có phải anh muốn nói với tôi rằng anh là kẻ thù của tôi? Maseria cười, hai má lợn của hắn rung rung. Hắn gật đầu ra hiệu cho Catania và nói, anh xem thử hai vị này có phải là kẻ thù của tôi không? Hai bàn tay thiện nghệ của Catania vuốt nhanh trên người Lucania và Adonis rồi hất hàm ra hiệu masurier đứng dậy bước tới gần lucania đặt tay lên vai anh bây giờ đã đến lúc các anh trở thành chiến hữu của tôi hoặc các anh tự coi là người đã chết như vậy masurier đã chọn tối hậu thư lucania nói dâu chắc hẳn anh biết rằng chúng tôi không sợ anh đâu tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn với anh adonis cùng đi để làm chứng tôi sẽ trả lời anh một cách thẳng thắn ok tôi đồng ý liên minh với anh Maseria mỉm cười vui vẻ, nhưng trước khi có một phản ứng khác, Lucania đã nói tiếp, "Nhưng tôi có một số điều kiện. Tôi phải là nhân vật số 2, đứng trên tất cả mọi người, trừ anh. Tôi sẽ góp cổ phần của tôi và tất cả mọi thứ tôi đang làm, trừ rượu whisky." Nói xong, Lucania chờ câu trả lời của Maseria, đôi mắt của Maseria gần như lồi hẳn ra khỏi đầu hắn. Những thức ăn chưa nhai hết trong miệng hắn phun ra sàn nhà hắn gầm gừ đi quanh phòng vơ một chồng đĩa một cái đèn thủy tinh ném vào tường vỡ tan lucania và adonis đứng yên nhìn hắn catania có vẻ sợ hãi lùi sâu vào góc phòng cơn thịnh nộ của masuria đột ngột nổ ra rồi tan đi nhanh chóng hắn bật cười lên rồi vung tay đặt lên vai lucania một lần nữa anh quả thật là một thằng chó đẻ anh là người đồng hương duy nhất ở cái thành phố khốn kiếp này không sợ ông chủ dâu ok Jack Lucania, anh thắng cuộc. Hắn siết mạnh tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt hắn. Tôi và dâu Adonis thật khó mà tin được rằng Masuria cần chúng tôi đến mức hắn phải giàn cảnh như vừa rồi. Sau đó, mọi việc ổn thỏa. 15 phút sau đó, chúng tôi uống vài cốc vang để ghi nhận sự liên minh và chúng tôi bước ra khỏi phòng. Từ phút đó, tôi trở thành phó tướng thứ nhất của Masuria với một số điều kiện khá béo bở món kinh doanh whisky vẫn hoàn toàn thuộc về tôi. Hai bên thỏa thuận từ nay sẽ không có vụ chặn cướp rượu của nhau. Trước khi đến gặp Masseria, tôi đã nói chuyện với Datsut là người độc quyền bia ở Manhattan và anh ta đã hứa ủng hộ tôi. Masseria không phản đối việc Lucania duy trì mối quan hệ sẵn có với các chiến hữu của anh, kể cả người Do Thái và Y không phải gốc Sicily. Vài phút sau, Lucania và Adonis kể chuyện lại cho các chiến hữu tụ tập ở hiệu thuốc mọi người đều không ngờ kết quả đến như vậy. Ngay cả Costello cũng bật cười mặc dầu anh ta hầu như mỗi năm chỉ cười một lần. Anh ta nói, rồi anh sẽ nhìn nát ông chủ dâu thành một đống thịt to tướng. Tôi nghiêm nét mặt và nói với anh em, tôi muốn thừa nhận một điều. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng Masseria sẽ thắng trong cuộc thanh toán với Maranzano. Không hề có một chút khả năng nào, hắn ta quá béo và quá già, đằng sau cái chân cứng của hắn không có cái gì khác ngoài khối óc mềm nhũn. Vấn đề chỉ là thời gian, chúng ta hãy lợi dụng hắn được chừng nào hay chừng ấy. Chỉ vài giờ sau khắp nơi đã biết tin Lucania và Masseria đã liên minh với nhau. Lucania trở thành nhân vật số 2 trong đảng của ông chủ dâu. Điều này tuy có làm cho thế lực của anh tăng lên, nhưng không vì thế mà tình hình vốn tế nhị khá lên chút nào. Lucania tin chắc rằng Masseria sẽ không thể chấp nhận mãi việc món rượu lậu nằm ở ngoài vùng kiểm soát của hắn. Vì vậy, cần phải thường xuyên tâng bốc và xoa dịu Masseria. Tôi nói với bạn bè tôi rằng cách duy nhất để tên con hoang béo vị đó không dính mũi vào món rượu lậu của chúng tôi là mỗi ngày phải hôn đít hắn vài chục lần. Trên thực tế, chúng tôi tâng bốc hắn với tất cả những từ tốt đẹp nhất như, ông anh dâu, cả New York này không ai tài nghệ như anh, so với anh. Maranzano chỉ là một thằng đần độn. Masuria rất thích thú những lời tang bốc này, chẳng khác gì con mèo được ăn bánh kem. Hắn ngồi thừ một chỗ, cười nhăn nhở làm rung các dây chuyền vàng nặng trịch hắn thường đeo ở túi áo. Đầu hắn gật gật, tưởng chừng như chúng tôi là một lũ hạc trò nhỏ đang đua nhau ca ngợi thầy giáo. Thú thật, tôi nhìn hắn mà buồn nôn, lúc đầu, vào khoảng cuối năm 1927, Lucania cố dành tất cả thời gian của mình để điều hành công việc làm ăn của Masseria. Anh làm việc trong một căn phòng đặc biệt liền với văn phòng của Masseria ở khách sạn Pennsylvania. Ở đây, tôi bắt đầu điều hành mọi công việc của Masseria. Ngoài chuyện rượu lậu, hắn không có gì phải phàn nàn với tôi. Tôi đã dành mọi thời gian cho hắn. Costello cũng đóng góp toàn bộ mảng lưới máy đánh bạc. Sốt cũng tỏ ra có thiện chí. Leplochis cũng hợp tác với Masseria. Mai -e và bác cũng để cho Masseria sử dụng một số mối liên hệ của mình. Ít nhất Masseria cũng đủ tinh khôn để thấy rằng nhờ những mối liên hệ này, hắn đã kiếm lợi khá nhiều. Tất nhiên còn có nhiều vấn đề phức tạp, nhưng chỉ 6 tháng mọi công việc bắt đầu trôi. Bây giờ Lucania điều khiển khoảng 200 người và anh chỉ còn gặp khó khăn với dâu Catania hắn vẫn tiếp tục phá ngầm anh bằng cách tung tin khối liên minh chỉ là tạm thời và Lucania chẳng bao lâu sẽ rở mặt. Một hôm Lucania trở về khách sạn, khoảng 2 giờ sáng, sau khi dự một buổi hòa nhạc. Khi mở cửa, anh bắt gặp Catania đang lục lọi ở bàn giấy của anh. Tôi không hiểu thằng mốc này tìm cái gì, tôi không mốc đến mức cất những sổ sách riêng ở một nơi như vậy. Hắn không nghe thấy tôi bước vào, tôi ẩn vào một bóng tối và đứng yên nhìn hắn. Hắn vừa mở ngăn kéo, tôi liền bước tới vặn trái tay hắn và cứ thế kéo hắn qua văn phòng của Masuria. Tôi xô hắn ngã nhào xuống sàn nhà và bảo Masuria gọi bác sĩ đến chữa chạy cho hắn. Từ đó Catania cạch mặt tôi, và cũng từ đó tôi thực sự nắm chắc tất cả thủ hạ của Masuria. 11 ở đó, những món tiền đặt cược không hạn chế, đồng thời y cũng bắt đầu tham gia buôn lậu thuốc phiện trên quy mô lớn. Trong khi đó... Erickson nắm số đánh cá ngựa và y cùng đi với họ trong các cuộc đua ngựa, trực tiếp ghi sổ những số tiền đánh cá. Sau khi Rothstein qua đời, tháng 11 năm 1928, công việc làm ăn của Erickson chung với Costello ngày càng phất to và trong suốt 20 năm sau đó, y trở thành một trong những chùm cá ngựa của New York. Đối với Lucania, việc giúp đỡ Rothstein vừa là một hình thức trả ơn đối với sự giúp đỡ của Rothstein trước đây mà còn là việc làm ăn khôn ngoan đem lại những món lợi lớn năm 1928. Lúc đầu liên minh bảy nhóm điều hành việc buôn rượu lậu một cách trơn tru và hiệu quả nhưng bỗng nhiên một số chuyến rượu bị đánh cướp đồng thời một số chuyến tàu chờ rượu bị bắt hoặc bị đánh chìm ở mũi ơ làm cho việc cung cấp rượu của họ gặp khó khăn. Tình hình trở nên gay gâu đến mức tôi phải kêu gọi mọi người suy nghĩ và tìm ra một cách giải quyết. Odonis nice cùng tôi đi Philadelphia để thương lượng với Waxey hoặc Nick Rosen để may ra mua thêm được số rượu ngoài hợp đồng. Nhưng số rượu này không đủ cho nhu cầu lớn của khách hàng. Chúng tôi liên lạc với Detroit, Cleveland, Connecticut và nhiều nơi khác để hỏi mua Scott thay cho nguồn rượu mà chúng tôi đột ngột bị cắt. Thậm chí tôi họp riêng với Tommy Lachis và tìm cách mua lại số rượu của những người mà Tommy quen biết trong số tay chân của Maranzano. Nhưng kế hoạch này không có kết quả. Tôi ở trong một tình thế tưởng như tuyệt vọng. Đúng lúc đó, Samuel Bloom từ Chicago đến. Samuel đã làm giàu bằng cách nhờ những bác sĩ bạn bè của y cấp cho những đơn thuốc để mua rượu cồn dùng trong y tế và hắn bán lại những đơn thuốc này cho Ancapone. Samuel là người có học, ăn mặc chững chạc và đi khắp nơi. Có lẽ do nhiệt chuyến đi này hắn ta đã trở thành bạn của Rothschild. Sau cuộc nói chuyện với Lucania, Blum đi gặp Rothstein ở một sòng bạc trong khách sạn Park Central. Họ làm quen với một người Anh vừa mới thua số tiền lớn. Blum hỏi anh ta, ông có muốn tôi giúp ông lấy lại số tiền đã mất không? Câu trả lời của người Anh đã làm cho Blum lập tức chạy đi tìm Lucania. Người Anh nói số tiền đó đối với anh ta không lớn vì anh ta là chủ một nhà máy rượu ở Scotland chuyên sản xuất loại Scotting Ransom, là loại whisky được những người buôn lậu thích nhất vì đó là loại hầu như nguyên chất người ta có thể pha chế thêm mà không bị nhạt. Bloom đảm bảo rằng, anh ta có thể đi đến một thỏa thuận nếu Lucania đồng ý, Lucania đã quyết định ngay, không một chút do dự và cũng không hội ý với bạn bè như anh ta thường làm. Anh ta biết ngay đây là cơ hội để nắm độc quyền loại rượu này, đặc biệt là đúng vào lúc đang thiêu rượu. Lâm trở lại gặp ông bạn người Anh những bức diện khẩn được đánh đi Glasgow và chẳng bao lâu những chuyến rượu đã dồn dập trở đến cho liên minh bảy nhóm với sự giúp đỡ của Nucky Johnson ở Atlantic City và King Solomon ở Boston. Sau này khi đạo luật cấm rượu bãi bỏ, Frank Costello trở thành người nhập cảng rượu whisky King Ransom lớn nhất nước Mỹ. Trong vòng vài tháng, mọi việc trôi chảy, nhưng vào cuối năm 1928 gần 15.000 thùng rượu King Ransom được trở về Boston chất lên xe đi New York thì số rượu này không đến được New York. Chuyến hàng đã bị đánh cướp ở một nơi nào đấy ở dọc đường. Liên minh bảy nhóm mất một cú khoảng một triệu đô la tiền rượu. Trong giới buôn lậu, ai cũng biết rằng, việc đánh cướp rượu của nhau là chuyện bình thường trong nghề, và thường thường chúng tôi quên chuyện đó đi. Nhưng lần này, tất cả chúng tôi đều cảm thấy có một điều gì không bình thường. Tôi yêu cầu Vito Genovese tiến hành điều tra việc này. Genovese phát hiện là Bloom, trong một canh bạc đã thua 10.000 đô la và hắn đã trả số tiền đó bằng tín phiếu có giá trị trong một tuần. Chuyện này xảy ra một ngày sau khi chuyến rượu bị đánh cướp. Lucania gửi điện thoại cho Rothstein để kiểm tra lại tin này. Và Rothstein đã chứng thực là có chuyện thua bạc, gần như rõ ràng là Bloom có dính dáng đến vụ chặn cướp. Với chuyện như thế này, người ta không đưa hắn ra tòa, mà tuyên án ngay. Mọi người nhất trí vài ngày sau lucky đã cho samuel bloom nhận bản án bloom mất tích xác của hắn cũng như bao nhiêu xác khác đã chìm xuống sông và không bao giờ nổi lên chẳng ai luyến tiếc hắn người ta chỉ bình luận qua loa về chuyện mất tích bloom chỉ là một kẻ trung gian đứng ra chuyên thu xếp các hợp đồng giữa những chủ nhà máy rượu người anh và những người phân phối rượu kinh đoan rầm trong đó có lucania và liên minh bảy nhóm sau cái chết của Bloom, rượu whisky không ngừng chảy vào các kho của liên minh bảy nhóm Mặc dù công việc làm ăn của liên minh bảy nhóm tỏ ra ổn định và ngày càng phất to, Lucania bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khoảng 1928, ngày càng có nhiều dấu hiệu chứng tỏ lối sống Mỹ không chấp nhận mãi đạo luật cấm rượu, vì đạo luật này nên một bộ phận lớn người Mỹ trở thành những người thường xuyên vi phạm luật pháp. Nhiều người Mỹ, kể cả những người đã ủng hộ ý định tốt đẹp ban đầu của đạo luật này, cũng đã bắt đầu thấy chán và coi nó như một thí nghiệm thất bại trong số người chống đối, có thống đốc New York Al Smith. Ông ta thường tuyên bố đòi bãi bỏ đạo luật cấm rượu. Năm 1924, ông ta đã một lần thất bại trong việc vận động Đảng Dân Chủ chỉ định ông ta ra ứng cử Tổng thống. Tuy nhiên, đến năm 1928, hình như không có gì có thể cản được tham vọng của ông. Một hôm, Costello đánh thức tôi dậy, đưa tôi đến một nhà riêng của John Raskov, một triệu phú hình như ở Westchester. Ông ta là người đã tham gia tích cực ủng hộ thống đốc Al Smith. Tôi vừa bước vào, đã thấy Smith đang ngồi sẵn ở phòng đọc sách của Raskov. Từ trước đến nay, tôi đã tiếp xúc với nhiều tay bự nhưng đây là lần đầu tiên. Qua Costello, tôi bắt mối được với một nhân vật cỡ ứng cử viên tổng thống. Thống đốc Al Smith là một người rong ròng cao, giọng nói của ông cũng khàn khàn như giọng nói của Costello. Cách ăn nói của ông cũng mang những nét của ngôn ngữ đường phố như chúng tôi. Ông bắt tay tôi và nói, hello, Charlie, rất sung sướng được gặp anh. Tôi nhìn ông ta và cười, thưa ngài thống đốc, ngài định giở trò gì với tôi đấy? Chính ngài đang dự định làm tôi sạt nghiệp, ông ta mỉm cười và nói, không phải như vậy đâu. Tôi mời anh đến đây để tìm cách giúp anh, tất nhiên tôi cũng mong rằng anh sẽ giúp tôi. Tại sao anh không ngồi xuống để nghe tôi trình bày câu chuyện với anh? Chúng tôi ngồi xuống, Raskov đem rượu đến, tôi sốt ruột nói ngay, Thưa ngài Thông đốc, ngài đang tìm cách hủy bỏ đạo luật cấm rượu và thế là công việc làm ăn của tôi tan hoang." Smith trả lời, "Chàng trai của tôi ơi, chỉ vài năm nữa đạo luật cấm rượu sẽ không có hiệu lực nữa." "Tôi muốn được giới thiệu tranh cử và tôi muốn thắng trong cuộc bầu cử này." Tôi nói với anh, "Và tôi sẽ nói với nhân dân Mỹ rằng, khi nào tôi vào được tòa Bạch ốc, tôi sẽ đích thân ném đạo luật cấm rượu vào sọt rác." Chính vì vậy mà hôm nay tôi mời anh đến đây. Costello đã nói với tôi tất cả về anh, tôi cần sự ủng hộ của anh ngay chính ở bang này. Tôi đề nghị với anh hai việc, một là hãy nghe lời khuyên của tôi, có kế hoạch để đi đến hình thức kinh doanh hợp pháp rượu whisky. Hai là, anh sẽ bắt đầu vận động cho tôi ở khắp các vùng Manhattan, Brooklyn và Bronx. Các đại biểu ở vùng này đều do người của anh kiểm soát. Tôi cần nắm tất cả các đại biểu này khi họ đến dự đại hội ở Houston. Nếu tôi nắm được họ, tôi sẽ có điều kiện làm nhiều việc có lợi cho anh ông ta đặt vấn đề như vậy đầu tôi cứ cháy lên tôi có cảm tưởng như đã tìm thấy một tổng thống của tôi tôi không thể không nhớ lại trại hampton cũng như trường trẻ con hư brooklyn chắc chắn là lúc này nếu nghe tôi kể lại chuyện mới xảy ra bố mẹ tôi không thể nào tin được tôi bắt tay mọi người trong khi đó vị thống đốc nhìn tôi với vẻ kính nể tôi nói với ông ta tôi muốn suy nghĩ kỹ những điều ông đề nghị trước khi trả lời quả thật như vậy, bởi vì tôi nóng ruột muốn trở về thành phố để nói chuyện với Torio. Những điều mà Smith vừa nói với tôi về tương lai đạo luật cấm rượu ăn khớp với điều mà Torio đã tiên đoán, trước khi anh ta lên đường đi ý. Tôi biết phải làm cái gì đây, bởi vì lúc này tôi tin chắc rằng điều An Smith nói sẽ thành sự thật. Dọc đường về thành phố, tôi nói với Frank Costello tôi suy nghĩ mãi vẫn chưa hình dung ra được làm cách nào mà việc kinh doanh rượu whisky một cách hợp pháp lại có thể đem lợi nhuận như hiện nay được tôi nói frank anh biết đấy chúng ta đã buôn lậu suốt cuộc đời có thể chúng ta không đủ trí óc để kinh doanh một cách hợp pháp costello trả lời charlie ạ à, nhóm chúng ta đủ trí tuệ cho bất cứ loại kinh doanh nào đối với tôi vẫn còn là whisky thì buôn hợp pháp tôi cũng chẳng sợ điều đó có nghĩa là chúng ta không đình chỉ việc gá bạc, trái lại chúng ta còn có thể mở mang thêm. Chúng ta có thể xây dựng những sòng bạc lớn ở khắp nước. Người ta còn thích đánh bạc hơn là uống rượu, tôi nghĩ rằng chúng ta nên ủng hộ Smith và nghe lời hắn. Ít nhất đi với hắn ta, chúng ta biết được chúng ta đang ở đâu. 12. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, chủ trương của ông ta về hợp pháp hóa việc uống rượu mạnh chỉ là một yếu tố nhỏ. Smith là một người công giáo dòng La Mã và ông ta là người công giáo đầu tiên ra ứng cử tổng thống ở một nước theo đạo tin lành. Dư luận rộng rãi nghi ngờ rằng những người công giáp là công cụ của giáo hoàng ở La Mã. Ông là một ứng cử viên của một thành phố lớn, New York, với giọng nói và dáng dấp của thành phố lớn, trong khi cả nước cơ bản vẫn là nông thôn và nghi ngờ thành thị ông là ứng cử viên của đảng dân chủ trong khi nhiều người vẫn nghĩ rằng các chính phủ của đảng cộng hòa đã đem lại sự phồn vinh cho đất nước và cuối cùng ông ta đã đề nghị cải cách trong lúc tâm lý chung của cả nước là muốn giữ nguyên trạng lucania và liên minh bảy nhóm đã rút ra một kết luận qua kết quả tuyển cử đó là đạo luật cấm rượu còn tiếp tục kéo dài một thời gian nữa chừng nào tình hình thịnh vượng chung của đất nước còn tiếp tục thì chưa có dấu hiệu kết thúc sự cấm đoán này bởi vì tâm lý của cả nước là muốn ổn định và chống bất cứ sự thay đổi nào có thể làm con thuyền bị thủng đáy. Điều đó cũng có nghĩa là chống lại việc bãi bỏ một đạo luật ngày càng mất lòng dân. Mãi đến, tuần lễ đen tối, tháng 10 năm 1929, khi cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra thì điều đó mới thành sự thật. Như vậy, buôn lậu rượu mạnh vẫn tiếp tục phất to trong không khí phồn vinh chung của nền kinh tế, trong những ngày dồn dập đến chóng mặt của những tháng kết thúc thời kỳ thịnh vượng nhưng sự phát triển đó cũng đã gây ra nhiều vấn đề rắc rối. Sự cạnh tranh quyết liệt đã làm cho giá whisky cao vọt lên ở khắp nơi, ở châu Âu, Canada cũng như vùng Caribe. Cần phải chấm dứt ngay sự hỗn độn đó, cũng như các hậu quả tai hại của tình trạng cạnh tranh giành giật nói trên. Mọi người chỉ có lợi khi lập lại phần nào trật tự và khi nào những ông chủ lớn bình tĩnh lại và đi đến thỏa hiệp với nhau. Tôi và Costello đã bàn chuyện này với Torrio và Lansky. Tôi yêu cầu Lansky cử người đi dò xét khắp nơi trong nước để xem thủ lĩnh các nơi có đồng ý triệu tập một cuộc đại hội như đại hội toàn quốc của chúng tôi không. Họ đã phải mất vài tháng, từ cuối 1928 qua đầu năm 1929, để thu xếp mọi việc và đi tới một quyết định triệu tập cuộc hội nghị đó. Trong thời gian đó, Lucania đã gặp nhiều chuyện rắc rối, cứ khoảng 2 phút, Masuria lại bám lấy đít tôi một lần. Hắn liên tục gọi điện thoại khi thì hỏi tại sao tôi không có mặt nơi văn phòng của hắn khi thì hỏi tại sao tôi dậy muộn tại sao tôi không tham gia cú làm ăn đêm qua vân vân và vân vân cái thằng chó đẻ ấy rõ ràng là muốn biến tôi thành tên bồi phòng của hắn lại còn chuyện maranzano chiến dịch của lão trùm khọm này nhằm kiểm soát thế giới ngầm ngày càng trở nên công khai và khẩn trương điều đó đưa đến xung đột giữa hắn với hầu hết các nhóm mafia ở khắp nước đặc biệt là với Masseria là kẻ ghét cay ghét đắng hắn. Cả hai nhóm vốn đã chống đối nhau hồi còn ở Sicily, và khi chúng nhập cư vào nước Mỹ, chúng đã đem theo trọn vẹn cái thói báo thủ báo oán. Tôi chưa từng thấy điều này, chuyện báo thủ báo oán đó đã có lần diễn ra trên các ngọn đồi của Kentucky, khi ở đó các nhóm mafia bắn giết lẫn nhau vì những mối thù có khi tới hàng trăm năm nay và thậm chí không ai còn nhớ nó bắt đầu ra sao nữa hai nhóm Masseria và Maranzano thường xuyên chặn cướp những chiến hàng của nhau. Phạm vi xung đột của họ ngày càng mở rộng. Masseria trả lời bằng cách cho một tay súng bắn chết Gaspar Milazzo, đồng minh và là người đồng hương của Maranzano ở Castellame. Hắn là một tay trùm ở Detroit. Hành động đó làm cho tất cả những người gốc Castellame siết chặt hàng ngũ quanh Maranzano. Maseria phản ứng bằng cách tuyên chiến với bất cứ người nào gốc Castellame và mọi đồng minh của Maranzano. Thế là cuộc chiếc tranh của những người gốc Castellame bắt đầu và trở thành sự kiện chính trong thế giới ngầm của những người gốc Ý đến mãi năm 1931 mới kết thúc. Bọn trẻ chúng tôi rất ghét các lão giả dâu dài này và không tán thành hành động của chúng. Chúng tôi đang giáng sức để tạo nên một cơ đồ làm ăn đang phát triển cùng một thời gian. Còn bọn họ thì đã sống hàng trăm năm rồi chúng tôi biết các lão già này và cách làm ăn của họ sẽ phải biến đi. Đối với chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian, quan điểm của chúng tôi đối với việc thanh toán Masuria và Maranzano chẳng khác gì việc một nhà băng nào đó phá đổ một ngôi nhà cũ. Đối với chúng tôi, loại bỏ một lão khỏm chỉ là mở đường để xây một ngôi nhà mới giống như người ta thường làm trong nghề xây dựng. Nhưng Lucania đã lo ngại thật sự khi bạn anh là Tommy Lucis có khả năng đứng giữa hai luồng đạn trong cuộc xung đột sắp tới. Lucis đã trở thành trợ thủ đáng tin cậy của Tom Reina một tay trùm ở Bronx, và là một đồng minh của Masseria. Nhưng khi cuộc xung đột bắt đầu bộc lộ ra, Maranzano thường xuyên ve vãn Reina, hứa chia cho hắn một phần thu nhập của Masseria ở khu đông. Tommy đến gặp tôi và kể lại tất cả chuyện xảy ra. Reina buộc anh cùng đi với hắn bí mật gặp Maranzano. Tommy rất ngạc nhiên khi thấy Reina hình như thích thú với đề nghị của Maranzano đó là thái độ liều lĩnh của Reyna, bởi vì lúc bấy giờ, Masurier sẵn sàng trừ khử bất cứ kẻ nào có hiện tượng cảm tình với Maranzano. Người Ý gốc Sicily có thói rất buồn cười, đối với họ, không có điều gì bí mật cả, họ nghĩ gì là thế nào cũng nói toạc ra ngay, vì vậy nhiều người đã mất mạng không phải vì những việc đã xảy ra mà vì việc có thể xảy ra. Chính vì vậy mà tất nhiên Masurier biết việc Reyna đã gặp Maranzano. Nhưng Reina không phải là kẻ xoàng, mà hắn là một thủ lĩnh. Theo luật lệ trong thế giới ngầm thời đó, một thủ lĩnh không thể bị hạ thủ một cách bất ngờ. Nhưng trường hợp của Tommy Lucis thì lại khác. Tôi phải thuyết phục Maserio rằng Tommy cùng Reina đến gặp Maranzano với nhiệm vụ thăm dò và báo cáo cho tôi. Nếu như Maserio đã không tin câu chuyện bịa đặt của tôi thì Tommy đã toi mạng từ lâu. Nhưng tình thế làm cho Maserio ngày càng trở nên điên loạn. Hàng ngày, từ khắp nơi ở New York, hắn gọi điện thoại cho tôi hàng chục lần và cứ lần hắn gọi, hắn lại báo cáo cho tôi một tên mới cần hạ thù. Hắn làm cho tôi cũng gần phát điên lên như hắn, mà ngày càng đòi hỏi Lucania phải chứng minh lòng trung thành đối với hắn, và điều đó lên tới đỉnh cao vào tháng 11 năm 1928. Hôm ấy, Lucania, Masuria ngồi ở hàng ghế sau một chiếc xe do Adonis lái thằng béo phị ấy đột nhiên rút ra khẩu súng lục cỡ 38 đưa cho tôi và nói, tối nay anh sẽ mang theo khẩu súng này. Khẩu súng không có số, tôi nghĩ rằng lúc đó hắn mất trí bởi vì hắn nói đến một kế hoạch mà tôi đã vạch ra theo lệnh hắn 4, 5 tháng trước đây mà kế hoạch đó không được thực hiện. Tôi nói với hắn, tôi là người điều hành các công việc chứ không phải loại người mang súng đi ra đường. Dầu giật lấy khẩu súng, chĩa vào bụng tôi, hãy nghe đây, thằng chó đẻ, anh phải làm việc đó. Hoặc tôi sẽ bắn nát đầu anh ngay tại trong xe. Anh đã vạch kế hoạch. Anh phải thực hiện nó. Đó là mệnh lệnh của tôi. Tôi liếc mắt thấy Adonis gật gật đầu ra hiệu cho tôi đồng ý. Adonis cũng thấy như tôi. Lão già đang điên loạn đến mức hắn có thể bắn chết tôi ngay. Tôi còn có thể làm gì khác? Tôi cầm lấy súng và nói với Masuria. Dâu, hãy nhớ lấy lời tôi. Anh vừa phạm một trong những sai lầm lớn nhất trong đời anh. Đến khu hàng vải ở đại lộ số 7. Lucania xuống xe. Một chiếc xe đã chờ sẵn ở đấy. Trong xe là Red Levin và một hội viên mới tên là Paul Minel. Cả ba lái xe về phía ngân hàng ngũ cốc ở đại lộ 37. Họ dừng xe lại nhưng không tắt máy. Lúc này đến giờ nhà băng sắp đóng cửa. Một nhân viên của một hãng dệt lớn vừa trong nhà băng bước ra, tay sách một bao vải đựng số tiền lương hàng tháng của xí nghiệp. Paul nhảy ra khỏi xe, đánh gục người đó và cướp lấy bao tiền. Vừa lúc đó, một nhân viên bảo vệ của nhà băng ló mặt ra cửa và nhìn thấy. Nhân viên bảo vệ nổ súng, Minet trúng đạn và ngã xuống mặt đường. Lucanea lao ra khỏi xe vực Minel lên, một tay vơ lấy bao tiền và tống cả hai vào trong xe. Levin rú máy và xe lao đi, họ vừa đi được vài số nhà thì bị cảnh sát chặn bắt quả tang với số tiền 8.000 đô la vừa cướp trước nhà băng chúng tôi phải vất vả chạy vậy với các đầu mối của Costello trong giới chính trị để thu xếp ổn thỏa sự việc này. Nhờ Costello, vụ cướp tiền trước nhà băng được ghi vào biên bản thành một sự nhầm lẫn đáng tiếc. Như vậy, chúng tôi phải đi lại nhiều lần ở văn phòng sở mật thám và số tiền chúng tôi phải bỏ ra để thu xếp mọi việc lớn hơn nhiều lần số 8.000 đô la mà chúng tôi cướp. Dù sao, đó là một sự may mắn, suy nghĩ đầu tiên của tôi là sự việc xảy ra đã tạo cho tôi một cái dịp để nói chuyện thẳng thắn với masurier và tôi thề rằng đây là lần cuối cùng tôi chịu để cho masurier đưa tôi vào một tình thế khó khăn như vậy sau đó masurier có giảm nhẹ áp lực với lucania một thời gian lucania với thời gian lo công việc làm ăn của mình và thu xếp cuộc hội nghị toàn quốc của thế giới ngầm từ khắp nước thư điện nhận lời dự hội nghị tới tập bay đến cuộc đại hội sẽ được tiến hành ở Atlantic City là vùng nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của Nucky Johnson. Các đại biểu có thể đi lại tùy thích mà không gây sự chú ý hoặc nghi ngờ. Đồng thời, Johnson đảm bảo cho họ không thiếu một thứ gì. Vấn đề còn lại là ngày giờ họ, Meyer Lansky vừa mới cưới vợ vào tháng 5 năm 1929. Bạn bè của anh cho rằng Atlantic City sẽ là một địa điểm lý tưởng cho tuần trăng mật của anh, đồng thời vẫn lo được chuyện làm ăn. Với Lansky, lấy vợ là bước quan trọng thứ hai nhằm tiến tới có vị trí tài chính ổn định và một bộ mặt xã hội được mọi người kính nể. Tháng 10 năm 1928, anh ta đã xin nhập quốc tịch Mỹ và lần này nhân dịp đám cưới của anh, bạn bè sẽ chúc mừng cả việc anh thành công dân Mỹ. Chúng tôi bước vào một căn phòng rộng chật ních người, khói thuốc lá nồng nặc và ít nhất một nửa là người gốc Ý. Lansky mặc bộ xếp xanh và dáng dấp như một ông chủ ngân hàng từ Moscow đến. Benny, Joe, Vito, Frank và tôi đứng ở sau lưng Meyer và Benny nói thầm vào tay, này Lansky, hãy nhìn cô bé tóc vàng đằng kia kìa, tôi nghe nói một nửa khu phố đi Lansky là tài sản của cha mẹ cô ta đó. Vừa nói Benny vừa chỉ một cô gái tóc vàng đứng gần cửa sổ với cha mẹ. Cô ta khoảng 18 tuổi, nhưng nặng vào khoảng 300 bảng Anh, tức là gấp 3 Meyer Lansky. Trong đời tôi đã nhiều lần thấy Lansky nổi nóng nhưng chưa bao giờ anh ta giận dữ như lần này, nhanh như chớp, một tay hắn bóp lấy bộ hạ của Benny. Còn một tay hắn bịt miệng không cho Benny kêu, chỉ vài phút sau, Meyer thản nhiên bước ra, còn Benny thì nhăn nhó ôm bộ hạ, khoảng tháng 5 năm 1929, Lansky cưới Anna Sitchin. Con gái một gia đình do thái tương đối khá giả ở Hoboken, New Jersey. Quả cưới của ông bố vợ là ghi tên Lansky vào trong danh sách nhân viên được trả lương và nhờ đó, Lansky có bộ mặt hợp pháp và một cơ hội tốt để thực hiện ý đồ của anh vào cuối đời. Trung tuần tháng 5, hai vợ chồng Lansky đến City hưởng tuần trăng mật. Ngoài những khách từ bó tuốc đến, những chiếc ô tô đen, bóng loáng và sang trọng đến, tấp nập chở những vị khách đáng sợ từ khắp nơi đổ về. Al Capone từ Chicago đến, cùng đi còn Jack một đồng minh thân cận từ Boston đến có King Solomon, từ Philadelphia có Bubu Hop, Waxy Gordon và Nick Rosen, từ Cleveland đến có Moe Dalit cùng với các đồng minh của hắn là Lou Rodkopp và Chuck Polizzi, tên thật là Leo Bekowitz. Vừa cổ gang ở Detroit cử đến cả một phái đoàn do Abe Bernstein dẫn đầu. Tom Pendergast thủ lĩnh ở Kansas City cử John đại diện cho hắn ở đại hội. Longy Zuman và Willy Murretti đại biểu cho quận Nassau, New York và vùng Bắc New Jersey. Phái đoàn lớn nhất là phái đoàn thành phố New York, dẫn đầu là Lucania và cùng đi có Torrio Lansky, cùng với cô vợ không hề biết tại sao ông chồng lại chọn hưởng tuần trăng mật ở đây, Costello, Led, Adonis, Frank Erickson và Datsut. Từ Brooklyn có Albert Anastasia, Vin Mangano và Frank Scully. Maranzano và Masseria vắng mặt với tư cách là phó tướng của Masseria, Lucania đã thảo luận kỹ có nên mời hắn hay không và cuối cùng anh đã quyết định không mời vì rượu mạnh là một lĩnh vực riêng của anh nhưng chủ yếu là vì anh không muốn từ bỏ vị trí cầm đầu của mình ở và sự có mặt của Masseria sẽ không tránh khỏi gây những tác hại lúc đầu Johnson đã thuê sẵn những phòng riêng cho các vị khách ở Breaker một trong những khách sạn ở Boturg sai lầm đó đã gây cho johnson khá nhiều rắc rối và sau này chủ khách sạn cũng bị lôi thôi khách sạn này dành riêng cho người da trắng theo đạo tin lành và johnson cũng đã đăng ký một danh sách gồm toàn những người anglo saxon nhưng chỉ nhìn qua An capone rosen sự thật cũng quá rõ vì vậy chủ khách sạn lập tức từ chối không giao phòng với những lời lẽ không lấy gì làm lịch sự lắm chắc chắn là chủ khách sạn không biết mình đang đổi loại khách nào sau một vài cú điện thoại cả đoàn xe du lịch bóng lộn nối đuôi nhau rời khách sạn Breaker chạy về phía khách sạn President. Khi đoàn xe chưa kịp đến khách sạn mới thì Nucky Johnson đuổi kịp họ. Al Capone dừng xe lại và cả đoàn xe cũng ngừng theo ngay ở giữa đường. Nucky và Capone to tiếng với nhau ở giữa đường phố. Johnson cao hơn Al Capone một đầu và cả hai cãi nhau cùng một giọng khàn khàn như nhau, văng tục ra với nhau. Al Capone nhìn tôi tỏ ý muốn tôi đứng ra giàn xếp. Naki ôm cứng lấy An Capone và tông hắn vào trong xe. Hét lớn, cả bọn theo tao. Thế là cả đoàn xe lại quay về khách sạn Ritz ở gần nhà của Johnson và sát khách sạn Ambassador. An Capone vẫn chưa nguôi cơn giận. Hắn xông vào phòng khách của khách sạn Ritz giật những bức tranh treo trên tường và ném vào Johnson. Mọi người đều khó chịu tìm cách can ngăn An Capone. Đại hội của chúng tôi bắt đầu như vậy đấy. Ngày đầu tiên của đại hội là những bữa tiệc liên tiếp rượu, thịt và gái đối với những khách có mang vợ hoặc nhân tình theo, Johnson đã chuẩn bị sẵn những tặng phẩm và chương trình riêng. Lansky được dành riêng một căn phòng sang trọng nhất ở khách sạn Ritz làm phòng tân hôn. Liên tục có người đem rượu sâm banh Pháp đến tận phòng cho cô dâu và chú rể. Tôi không bia Johnson mua những thứ này ở đâu, nhưng chắc chắn hắn không mua rượu của tôi vì trong kho tôi không có thứ rượu đó. Lúc đầu, Mayer và Anna đã hưởng tuần trăng mật của mình một cách tuyệt diệu nhưng chỉ sau vài ngày, tôi nhận ra rằng, một số chiến hữu của tôi đã làm cho cô nàng khó chịu. Hàng ngày các đại biểu ăn sáng ngay trong phòng của mình. Mỗi khi họ muốn đi chơi phố, họ thường dùng những chiếc xe đẩy, cứ hai người một xe. Họ đi dọc bờ biển và nói chuyện về thời tiết. Chúng tôi không thể nói chuyện gì khác bởi vì những tên da đen đẩy xe cứ thở phì phì vào cổ chúng tôi. Đi đến cuối phố gần ngoại ô Chelsea, -Si, mọi người xuống xe, cởi giày và tất sắn quần lên tận đầu gối và đi bộ trên bãi cát bấy giờ họ bắt đầu bàn câu chuyện làm ăn mọi quyết định của đại hội atlantic city đều đã được thông qua ở ngoài trời trên bãi cát trong những chuyến đi như vậy họ đã quyết định chấm dứt việc đổ máu vì giành giật nguồn rượu thỏa thuận sẽ có sự hợp tác với nhau như vậy không ai bị thiệt giá cả sẽ hạ xuống và ai cũng có lợi đó là bước đầu của một tổ chức không phải do một người nào chỉ huy mà là nhiều tổ chức phối hợp với nhau mọi quyết định sẽ được thảo luận giữa những người đứng đầu nhằm tiến tới sự độc quyền về buôn lậu rượu mạnh trong phạm vi toàn quốc họ cũng đã thảo luận nên hành động thế nào trong trường hợp đạo luật cấm rượu bị bãi bỏ nhiều đề nghị chuyển thành nghề buôn bán hợp pháp nói cho cùng trong lĩnh vực này không còn ai thông thạo hơn họ vì rượu mạnh là cơ sở chủ yếu của toàn bộ hoạt động của họ họ quyết định bỏ số tiền lớn để mua số tiệm rượu, nhà máy rượu, và môn bài nhập khẩu rượu. Họ cũng đã thảo luận tăng cường gá bạc thành một ngành kinh doanh chung ở bất cứ địa điểm nào cho phép. Tuy nhiên họ không đi đến một quyết định nhất trí vì nhiều đại biểu vẫn còn muốn bảo vệ chủ quyền riêng của mình và chưa muốn lệ thuộc hẳn vào bất cứ tổ chức nào ngoài tổ chức buôn bán rượu lâu. Nhưng có một việc quan trọng hơn cả quyết định của đại hội về rượu whisky cũng như gá bạc đó là một loại kinh doanh mới do Al Capone đề xướng. An hợp tác với Moses Annenberg ở Chicago người làm nghề kiểm soát việc phát hành các báo chí của William Randolph Hearst. Đó là công việc không phải dễ dàng vì sự cạnh tranh ở Chicago và Annenberg phải dùng hết quyền lực của ảo mình để giữ vững vị trí cho Hearst. Al Capone và Annenberg phát biểu ở đại hội, cuộc thảo luận bắt đầu chuyển qua việc áp dụng hệ thống điện báo toàn quốc vào việc đánh cực ngựa tận dụng tờ báo Daily Reason Form. Như vậy Đại hội Atlantic City quyết định tổ chức một hệ thống đánh cược bao trùm cả nước Mỹ. Frank Erickson được giao nhiệm vụ giải quyết các tổ chức của hệ thống này. Gia đình Annenberg từ đó bắt đầu trở thành giàu có, nhờ các thế lực của chúng tôi ở Chicago và ngày càng gắn bó với chúng tôi. Ngoài ra, đại hội thông qua một quyết định khác liên quan đến cá nhân An Capone tình trạng bắn giết nhau ở Chicago đã gây sự phẫn nộ và áp lực ngày càng tăng trong thế giới ngầm, cần có sự hy sinh để xoa dịu tình hình. Torrio phát biểu ý kiến đầu tiên, Lucania và nhiều người khác ủng hộ và họ đã thuyết phục được Al Capone, vì quyền lợi của tổ chức và thế giới ngầm, anh ta cần bị bắt vì một tội nhẹ nào đó và tạm rút ra khỏi cuộc chiến một thời gian. Chấp hành quyết nghị này, Al Capone đến Philadelphia. Ở đó, anh ta bị cảnh sát bạn bắt giữ vì tội mang súng trái phép và tống giam vài tháng sau đại hội các đại biểu lần lượt về nhà đối với charlie lucania đó là những ngày thành công rực rỡ một số quyết định cần thiết đã được thông qua một số ý kiến về phát triển tương lai đã được phát hoa nhưng điều quan trọng nhất là nhiều thủ lĩnh ở khắp nước đã chứng kiến anh hành động như thế nào đã nghe ý kiến của anh và anh ngày càng được kính trọng như vậy khi thời cơ đến để giành vị trí thủ lĩnh tối cao, anh có thể tin cậy vào sự ủng hộ của họ. Masuriere và Maranzano không thể có được sự ủng hộ đó. Không một ai trong hai người này đã nghĩ tới việc giành sự ủng hộ đó. Meyer Lansky cũng đã qua một tuần trăng mật tốt đẹp nhưng rắc rối. Anh hưởng đầy đủ hạnh phúc của chú rể mặc dù bạn bè luôn luôn trêu chọc một cách thô tục. Nhưng Anna là một tín đồ sùng đạo và điều đó nhiều lần làm anh khó chịu. Anna thường xuyên phân vân về những chiến hữu gangster của anh và đòi anh phải xa rời họ để toàn tâm toàn ý làm việc cho bố cô. Lansky đã tâm sự với Lucania về việc này, và so sánh Anna với vợ bạn bè người Ý, những người vợ Ý đem hết sức mình lo lắng việc gia đình và không bao giờ can thiệp vào công việc của chồng. Lansky hy vọng rằng khi nào Anna có chửa, cô ta sẽ lo lắng việc gia đình và để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Nhưng cùng với Anna một nhân tố mới đã xuất hiện trong cuộc sống Lansky, đó là Moses Sitchin, bố của Anna. Lansky có thể lợi dụng vị trí xã hội của ông bố vợ và vị trí của bản thân anh là một nhân viên của hãng Gray, Specter và Sitchin, với đồng lương 50 đô la một tuần. Đó là một đòn bẩy có thể đưa anh tới việc thành lập một vương quốc riêng. Nhưng Meyer không hiểu được điều đó và tôi phải nhét mãi vào đầu, anh mới hiểu ra anh ta cứ nghĩ là không bao giờ có người nào có thể thấy bộ mặt thật của anh dưới mặt nạ hiện nay tôi thì nghĩ rằng điều đó đang diễn ra anh ta vẫn mơ ước có ngày trở thành nhân vật số một trong những ngày ở atlantic city tôi đã lặng lẽ quan sát và thầm chọn lọc những người có khả năng vươn tới địa vị này tôi đã phải chọn giữa năm sáu nhân vật và tất nhiên tôi chọn tôi hồi chín trong tất cả những việc anh đã làm được và sắp làm có một việc nhỏ nhưng thường xuyên làm Charlie Lucania bực mình. Sau đại hội ở Atlantic City, anh đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của thế giới ngầm trong cả nước. Nhưng chỉ các chiến hữu gốc ý mới gọi tên anh một cách đúng đắn. Họ của anh là Lucania, trọng âm vần cuối cùng, thế nhưng các bạn bè mới của anh, mỗi lần giới thiệu anh ở hội khúc côn cầu hoặc ở các bữa tiệc, trong các cuộc gặp gỡ với các chiến hữu không phải gốc ý họ đều gọi trạch tên anh thành Charlie Lucania. Thấy cần phải đổi tên cho dễ đọc và dễ nhớ, một cái tên đơn giản hơn. Vào cuối năm 1928, khi anh, Levin và Minel bị bắt trong vụ cướp tiền lương ở nhà băng, anh đã ký vào sổ cảnh sát với cái tên Jack Luciano. Đó là một trong nhiều bí danh của anh, nhưng anh chợt nhận ra rằng, ở sở cảnh sát, mọi người đọc tên này một cách dễ dàng và sau đó, khi gặp anh ở ngoài đường một số nhân viên cảnh sát còn nhớ mặt anh và chào với cái tên đó thế là anh quyết định dùng tên này thay cho tên cũ chỉ ít lâu sau đối với bạn bè và chiến hữu charlie lucania đã biến mất và nhân vật charlie luciano xuất hiện cùng với việc đổi tên anh cũng thay đổi cách sống do vị trí của anh ngày càng có nhiều người đến gọi cửa anh để cầu cạnh anh quyết định đặt một văn phòng ẩn danh ở khách sạn với đầy đủ số nhân viên cần thiết như thư ký điện thoại viên Người phục vụ Lúc đầu, anh chọn vùng công viên trung tâm nơi ở của Arno Rothstein Nhưng sau khi gặp Rothstein, tôi thay đổi ý kiến Tôi muốn chọn một nơi nào đó có phong cảnh đẹp May mắn lắm tôi chỉ nhìn thấy cây cối Và tôi đã chán cây cối lắm rồi Sau khi đã chọn nhiều địa điểm Các đại lộ số 6 và số 7 với những dãy khách sạn sang trọng Cuối cùng anh quyết định chọn quảng trường Barbizon Anh thuê một căn hộ ở tầng cao từ cửa sổ anh có thể nhìn toàn cảnh công viên trung tâm. Trong sổ đăng ký ở khách sạn, anh ghi tên, chắc lên. Tôi dọn đến nơi ở mới vào mùa đông. Hồ công viên đang đóng băng. Nhiều lúc từ cửa sổ nhìn ra, tôi có cảm tưởng như có ai úp một đĩa kem lên gần nửa thành phố New York. Cứ mỗi lần gặp vấn đề phức tạp, tôi thường đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài và ngắm lũ trẻ con đang tập trượt băng cùng với mẹ. Cảnh tượng đó làm cho tôi thích thú cảm thấy thanh thản và đầu óc tôi sáng suốt hơn. Walter Winchell đang ở khách sạn Moritz bên kia đường, và không hiểu tại sao hắn lại biết được tôi đã trở thành láng giềng của hắn. Người ta bảo với tôi là hắn không thích thú điều này lắm. Tôi tự bảo đơ em, nó. Thỉnh thoảng tôi xuống nhà và dạo chơi ở công viên và có lần tôi chạm chán với Winchell. Tôi vẫy tay chào hắn, chào ông bạn láng giềng. Hắn nhăn nhó như bị bỏng lửa, cũng vào thời gian đó luciano quen với gay clova một vũ nữ của hollywood đồng thời cô ta cũng làm thuê ở nhiều hộp đêm vùng broadway newt brannan một biên tập viên phát thanh nổi tiếng thời bây giờ và là người phụ trách lễ tân của hollywood người ta thường gọi anh với cái tên tắt ntg đã giới thiệu hai người với nhau cô vũ nữ sau dòng cao tóc đen mắt đen và anh gangster dáng điệu hung dữ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết hầu như họ không rời được nhau cô ta hiểu ngay những tham vọng của tôi muốn trở thành một nhân vật quan trọng và cô ta biết cách làm cho tôi bận rộn suốt ngày nhiều người bảo tôi lấy cô ta làm vợ đi nhưng cô ta thì không bao giờ đề cập đến vấn đề cưới xin tôi còn bao việc khác phải suy nghĩ và làm nói thật tôi chưa bao giờ hiểu nhiều về cô ta tôi chỉ biết là cô ta đi khắp âu châu nói được tiếng pháp và tiếng nga ngay tên thật của cô ta là gì tôi cũng không biết Gay Oklova chỉ là một bí danh và một người nào đó đã đặt cho cô hồi cô mới 16 tuổi. Chỉ cần đọc trạch đi một tí, tên cô ta có nghĩa là vui vẻ với mọi người. Tuy nhiên những phút xả hơi lạc thú đó không được nhiều. Hàn học với việc Luciano tiếp tục giữ độc lập của anh trong ngành rượu mạnh, Masuria ngày càng đòi Luciano phải làm việc với hắn nhiều hơn bằng cách giao cho anh việc xem xét, kiểm tra các kế hoạch và đề nghị của các phó tướng khác các tay lính trơn trong gia đình của masurier vẫn tiếp tục những hoạt động tội ác của chúng masurier đòi lucania phải giúp đỡ chúng bằng mọi cách đó là điều lucania chẳng muốn làm chút nào mỗi lần tay chân của masurier đề nghị lên anh một kế hoạch nào đó anh ngồi ở bàn đưa mắt lim dim như người đang ngủ tay lắng nghe và dồn dập đặt câu hỏi anh đã tiến hành điều tra như thế nào nắm quy luật làm việc của người gác cổng đã chính xác chưa anh đã biết chắc hàng hóa để ở đâu chưa? Bao nhiêu? Chuẩn bị đủ người và xe chưa? Bao nhiêu người, bao nhiêu xe? Tiếp cận theo đường nào? Đường nét ra sao? Anh luôn có ý kiến và thay đổi, đơn giản hóa hoặc sửa chữa những thiếu sót quá rõ ràng và cả những sơ hở, những chi tiết đề nghị trong kế hoạch. Xong, anh ngồi chờ kết quả, nếu mọi việc trôi chảy, cần phải tìm người tiêu thụ các hàng hóa lấy được với giá phải chăng. Đây là một bộ máy mà Lucania đã dựng lên không phải chỉ để phục vụ cho Masseria, mà còn cho chính bản thân và chiến hữu của anh như Adonis. Dâu Adonis đã sớm nổi tiếng về các vụ trộm nữ trang và thích thú của anh với các hàng vàng ngọc này tồn tại mãi cho đến ngày anh qua đời ở Ý năm 1971. Như thế, Lucania chỉ là người điều hành chung chứ không trực tiếp dính vào các hành động cụ thể. Như vậy anh có thể thoát khỏi tội đồng lõa trực tiếp điều đó làm cho anh giống như một ông chủ của một hãng lớn và không phải người thợ máy nào cũng đến trực tiếp với anh và hỏi nên sơn xe màu gì cũng giống như bất cứ người điều hành nào luciano không tha thứ những sai lầm và thất bại mỗi lần một hành động nào đó thất bại vì không thông qua anh hoặc không trình bày với anh đầy đủ những chi tiết hoặc không theo đúng kế hoạch anh vạch ra luciano trừng trị một cách nghiêm khắc không có chuyện đuổi về một số bị đánh gãy tay vỡ đầu hoặc gãy cổ. Đó là bài học để lần sau họ làm ăn đứng đắn hơn. Những đòi hỏi của Masuria ngày càng tăng đến mức giữa mùa hè năm 1929, quan hệ giữa hai người đi vào khủng hoảng. Một chuyến rượu mạnh đáng giá hàng triệu đô la, sau khi đã pha chế và đóng chai, sẽ được chờ vào bờ trong ban đêm ở bờ biển Jersey, khoảng giữa Atlantic City và Cape May. Thành công của cú làm ăn này sẽ có tầm quan trọng lớn đối với liên minh bảy nhóm luciano muốn bảo vệ chắc chắn sự thành công của chuyến hàng nên đã quyết định trực tiếp chỉ huy việc cập bến và bốc rỡ để giữ bí mật tuyết đối thậm chí luciano không báo cho marceria biết anh vắng mặt ở manhattan anh bí mật rời quảng trường barbizon vạc giữa trưa và phóng xe đi jersey adonis và Zenovis cùng đi với anh một lát sau sitchell lansky cũng lên xe phóng theo đêm hôm đó họ chỉ huy việc bốc rỡ hàng từ hai chiếc tàu đỗ cách bờ biển ba hải lý. Sau đó họ đi cùng với một đoàn năm chiếc xe vận tải lớn chở đầy whisky chạy về phía Philadelphia. Khi Luciano trở về đến khách sạn, định lên giường nằm thì điện thoại réo. Đây là một số điện thoại mà rất ít người được biết. Không dám dùng nó vào lúc khuya khoát thế này, chính Masseria đã gọi anh và hắn ta đang hết sức giận dữ. Gần như suốt đêm hắn đã gọi điện thoại cho Luciano. Hắn hỏi, viên phó tướng của hắn đã biến đi đâu đúng vào lúc hắn đang cần. Luciano trả lời là anh có việc phải đi ra khỏi thành phố và hỏi Masseria có việc gì khẩn cấp mà phải gọi vào giờ này. Masseria hét vào máy, có những chuyện rất xấu. Có người của chúng ta bị cảnh sát bắt ở West End Avenue và họ đang nằm trong nhà lao. Tôi muốn họ phải được tha ngay lập tức. Tôi đang cần họ, hình như Abraham, Bob, Weiberg và Sally Workman đang bị giữ ở trại giam 33 Phố Đông. Masurier nói đó là khu vực của anh anh đang dùng tiền của tôi để lót tay cho cảnh sát ở đó mỗi lần tôi cần đến anh thì anh biến đi đâu anh luôn luôn chỉ lo lắng cho món kinh doanh chó đẻ của anh điều đó phải chấm dứt chấm dứt ngay bây giờ tôi muốn việc này phải được giải quyết ngay lập tức anh có hiểu không thưa ngài salvatore lucania ok ok anh nên bình tĩnh dâu có lẽ anh nên đến đây một chút luciano vừa mệt vừa tức nếu không anh không bao giờ đề nghị như vậy bảo ông chủ dâu đến tìm anh là điều đáng lẽ anh không nên làm đáng ra anh phải đi nhưng khi marcerier đồng ý đến gặp anh anh lại tiến thêm bước nhưng anh chỉ nên đến một mình thôi nhé marcerier cũng đồng ý tình hình đó làm luciano cảnh giác anh cảm thấy sẽ xảy ra lôi thôi to chuyện viberg và workman là những tay súng bậc nhất của marcerier bị bắt đó chỉ là cái cớ mà Masurya đã viện ra. Luciano lập tức gọi điện thoại cho Sĩ Chổ bảo Sĩ báo cho Torio, Adonis và cả ba người phải đến ngay. Họ đến và chờ ở tầng 1 đến khi nào Masurya rời khỏi khách sạn mới được lên phòng của Luciano. Masurya đến một mình, Luciano và Costello đã chờ hắn ở phòng khách. Luciano chưa kịp chào hỏi, chưa kịp mời rượu, Masurya đã đóng cửa và nói ngay anh là cái thớ gì mà dám bảo tôi đến đây gặp anh hắn hết to tôi để anh tham gia vào mọi công việc kinh doanh của tôi. Tôi đã cử anh là phó tướng thứ nhất của tôi. Ấy thế mà mỗi lần tôi cần đến anh thì anh lại chạy riêng đi ăn mảnh. Anh phải biết anh là cái thớ gì chứ. Anh là một thằng bỏ đi. Anh cũng chẳng hơn gì mấy thằng do Thái Vai và Workman. Thậm chí anh còn tệ hại hơn chúng vì ít nhất tôi còn tin cậy ở chúng. Đến lúc này, Masorio mới thấy sự có mặt của Costello. Hắn càng phát khùng lên, hắn vác mặt đến đây làm gì, anh bảo với tôi, ông chủ dâu, một mình đến gặp anh, thế mà anh lại bảo gan gọi thằng Costello đến đây để chờ tôi. Anh định giờ cho gì đây, có phải anh định lật tôi để trở thành ông chủ phải không? Chó đẻ, ta sẽ cho người biết ai là chủ, khi nào ta thanh toán xong với người, chúng nó sẽ biết tay ta. Trong cơn điên giận, Massurier nói toàn bằng tiếng ý mắt hắn như lồi ra lưỡi hắn thè ra khỏi miệng nhân lúc marceria ngừng lại một lát để thở luciano tìm cách xoa dịu anh nói anh hiểu nhầm tôi tôi biết anh là ông chủ và tôi không làm bất cứ việc gì nhằm thay đổi điều đó anh không có chuyện gì phải lo lắng với tôi anh thử suy nghĩ một lát mà xem anh phải thừa nhận rằng từ khi chúng ta liên minh với nhau tất cả những việc làm của tôi đều có lợi cho anh Luciano khôn khéo tìm cách làm nguôi cơn giận của Masseria, và khi hắn đã bình tĩnh lại, anh nói tiếp, Costello có mặt tại đây là vì anh ta nắm mọi quan hệ với cảnh sát. Anh ta chỉ cần nhấc điện thoại lên, gọi vài cú, móc nối một vài nơi, thế là chỉ trong 10 phút, Workman và vài bước sẽ thong dong đi ngoài đường. Nhưng đối với Masseria điều đó vẫn chưa đủ, hắn đưa ra yêu cầu, thôi cái trò ấy đi, tôi không mắc lừa anh đâu, từ nay trở đi. Anh phải làm việc cho tôi 24 tiếng một ngày. Mọi thứ anh làm ra được đều thuộc về tôi. Anh không thích điều đó à? Thế thì lôi thôi to, dâu, chúng ta đã thỏa thuận với nhau, anh không được dính vào chuyện whisky. Chúng ta đã ngoắc tay nhau. Luciano cố ý nhắc đi nhắc lại điều này để nhắc nhở Maserio một nguyên tắc bất khả xâm phạm đối với những người gốc Sicily mỗi khi đã ngoắc tay nhau. Whisky cũng là của ta Maserio vừa hét to, vừa quay lưng đi ra cửa, nếu cần một mình ta sẽ uống hết rượu whisky, ta tuyên bố hủy bỏ sự cam kết. Chỉ vài phút sau khi Masuria rời khỏi khách sạn, Sicho, Torrio và Adonis đã chạy lên gặp Luciano và Costello, Lansky và Zenovis cũng đã được gọi đến. Chỉ nửa giờ sau cả bảy người đã có mặt, họ bắt đầu họp, hội đồng chiến tranh, khả năng chấp nhận yêu sách của Masuria bị gạt bỏ ngay, không cần thảo luận luciano tin rằng marceria lúc này đang dồ dại nhưng chỉ cần một thời gian ngán hắn nhất định phải dịu đi hoặc một phần và ít nhất không dám công khai thủ địch nhưng marceria đã công khai thách thức luciano và sự độc lập của anh như vậy anh không thể hoàn toàn độc lập với hắn nữa luciano có thể đánh bại marceria nhưng cần phải có thời gian luciano có thể công khai xung đột với ông chủ dâu không lúc này chưa có thể được Họ chưa đủ mạnh cho dù có huy động toàn bộ lực lượng của liên minh bảy nhóm. Họ chỉ có một trăm tay súng, trong khi Masuria có tới năm trăm. Tôi nhận thấy rằng Lansky tỏ ra rất thản nhiên. Tôi có thể đọc được ý nghĩ trong đầu óc của anh. Tôi hỏi, này ông chủ nhỏ, ông đang nghĩ gì thế? Maranzano phải không? Lansky gật đầu, đúng như vậy. Chúng ta quá bận rộn làm ăn nên không theo dõi kỹ cái gì đang xảy ra cuộc xung đột giữa maranzano và Masseria sẽ nổ bùng lên bất cứ lúc nào và sẽ trở thành cuộc chiến tranh thật sự chứ không phải lằng nhằng như hiện nay charlie ạ à, từ bây giờ chúng ta phải chọn được ai chiến thắng và chúng ta sẽ ủng hộ họ Si trổ vật lên anh vẫn chứng nào tật ấy anh luôn luôn tìm cách giành phần thắng anh cho anh là cái thớ gì một tên phù thủy chắc Masseria và maranzano chẳng thằng nào hơn thằng nào ờ nếu anh sáng suốt thì cứ chọn đi kẻ nào sẽ thắng, kẻ chiến thắng đó. Tôi đã chọn từ lâu Lansky nói đó là ý muốn của chúng ta, có phải không nào? Hồi 10, Luciano và bè bạn của anh tin tưởng rằng họ có đủ thời gian để triển khai kế hoạch và chờ thời cơ thuận tiện nhất để hành động. Còn Tom Reyna cũng đã đi tới một quyết định tương tự. Nhưng hắn lại chọn phương án hành động ngay. Tin tức về việc hắn gặp Maranzano đã đến tay Masurier và biết ông chủ dâu sẽ phản ứng như thế nào đối với những người bắt tay với kẻ thù vì vậy hắn quyết định tìm ngay sự bảo vệ của Maranzano. Một vài ngày sau cuộc gặp gỡ ở quảng trường Barbizon, Luciano đã thuê một phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ ở Broadway. Lucic đã thuê một phòng dành riêng cho cuộc gặp mặt. Lucic nói với Luciano là cơn lốc sắp đến nơi, tôi biết là Maranzano sẽ công khai thách thức Masseria và một cuộc tử chiến sẽ nổ ra. Tôi bảo Tommy nhắn với Maranzano rằng tôi đã đồng ý gặp lão ta. Để dàn xếp việc cuộc gặp gỡ này. Lucic chọn một phó tướng của Maranzano tên là Tony Bender. Đầu tháng 10 năm 1929, Bender báo tin Maranzano đồng ý một cuộc gặp gỡ sẽ được tổ chức ở Củ Lao Staten, một vùng trung lập do Joe Proface kiểm soát. Joe cũng là một phó tướng đồng thời là bạn cũ của Maranzano hồi còn nhỏ. Tôi đồng ý với điều kiện là Maranzano và tôi chỉ đến một mình, và cuộc gặp gỡ đã diễn ra đúng như vậy. Quá nửa đêm ngày 17 tháng 10 genovis đưa xe chở luciano đến nơi gặp gỡ hắn tìm cách khuyên tôi không nên đi một mình thậm chí đề nghị để hắn bí mật đi kèm tôi nhưng tôi bỏ ý kiến đó luciano tự mình lái xe đến chỗ hẹn maranzano đã đứng chờ sẵn tôi xuống xe chúng tôi bắt tay nhau và hắn lại đặt tay lên vai tôi và nói tôi rất sung sướng được gặp lại chú chú em nhỏ của tôi ạ à? chúng tôi cùng nhau bước vào một tòa nhà lớn ở đấy trong nhà trống trải và tối om, chúng tôi nhấc hai chiếc thùng gỗ dùng làm ghế ngồi. Sau vài phút màu đầu, Maranzano nói thẳng, "Charlie, tôi muốn anh đi với tôi." Tôi nói, "Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này." "Tốt, tốt Maranzano, trả lời anh biết đấy. Trước đây và hiện nay, tôi luôn luôn muốn anh đi với tôi và bây giờ là thời điểm tốt nhất để chúng ta bắt tay nhau." "Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng này, Charlie, tại sao anh lại phạm cái sai lầm ghê gớm như vậy?" khi quyết định đi với giuseppe hắn không phải là người thích hợp với anh hắn chẳng biết giá trị gì cả vâng tôi cũng thấy như vậy và bây giờ anh đã nghĩ lại rồi chứ chính vì vậy mà tôi có mặt ở đây tốt chúng ta sẽ cùng nhau hành động đây là một vấn đề tế nhị và chúng ta sẽ giải quyết như tôi đã nói với anh trước đây anh sẽ là phó tướng thứ nhất của tôi nhưng này charlie đến đây luciano nhớ lại rất rõ khi anh kể lại những việc đã xảy ra trong đêm đó Giọng nói và cử chỉ của Maranzano đang dịu dàng thân mật, bỗng nhiên đanh lại hách dịch, "Tôi có một điều kiện." "Điều kiện thế nào?" Maranzano nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt hắn gườm gườm nhưng giọng nói thì lại lạnh như thép, "Anh sẽ phải đích thân hạ thủ Masseria, Điều đó Luciano nghĩ không phải là một điều kiện và anh ta trả lời, "Tôi cũng đã suy nghĩ về việc này, Charlie anh chưa hiểu ý tôi." Tôi muốn nói, "Anh đích thân anh sẽ giết Giuseppe Masseria. Luciano thấy ngay lập tức điều kiện của Maranzano chỉ là một cái bẫy theo luật lệ trong thế giới ngầm của những người gốc Sicily kẻ nào đã đích thân giết một thủ lĩnh thì sau đó không được quyền thay thế và kẻ giết người chỉ có thể mong đợi một vai trò thứ yếu trong trật tự mới hơn nữa hắn có thể bị người khác hạ thủ để trả thù anh điên à Luciano chưa dứt lời thì một vật gì đó đánh mạnh vào đầu anh và anh bất tỉnh khi tỉnh lại tôi cảm thấy như có ai hất nước vào mặt tôi, tay tôi bị trói chặt, người tôi bị treo lơ lửng trên xà nhà. Các ngón chân tôi chỉ chấm đất, rồi đột nhiên những chùm ánh sáng chiếu vào mặt tôi. Tôi nhận ra khoảng 6,7 người bịt mặt, đứng quanh tôi, vì vậy tôi không nhận ra họ là ai. Về sau Luciano có tuyên bố, anh tin chắc Tony Bender là một trong những người đó, mặc dầu Lucis hết sức cải chính. Tôi cũng nhìn thấy Maranzano. Hắn đứng gần tôi mà không nói một lời, nhưng tôi có thể biết tất cả những điều hắn đang nghĩ. Tôi nói với hắn, tôi không đồng ý. Hắn là một hiệu lệnh và bọn thủ hạ bịt mặt bắt đầu đấm đá tôi. Chúng đánh đập ra trò, dùng cả thắt lưng và dí cả thuốc lá đang cháy vào tôi. Tôi không nhớ ngất đi bao lâu và tỉnh lại vào lúc nào, nhưng lần này, tôi cảm thấy hai bàn tay của tôi bỏng rát. Khi tôi ngước mắt nhìn lên, tôi mới hiểu là chúng nó treo tôi bằng dây thắt vào hai ngón tay cái. Nhưng, càng bị đánh đập và tra tấn tàn bạo, Luciano càng cứng đầu và càng quyết tâm trả thù Maranzano nếu anh qua khỏi cơn hoạn nạn này. Trận đòn vẫn tiếp tục và Maranzano im lặng đứng nhìn. Thỉnh thoảng hắn lại ra lệnh cho bọn thủ hạ ngừng tay và bước tới nói với Luciano, này Charlie, sao chú mày ngốc đến thế? Mọi việc sẽ chấm dứt ngay, chỉ cần chú mày đồng ý giết một người có phải chuyện gì lớn lao đâu và chú cũng biết đấy hắn thế nào cũng phải chết tại sao chú mày lại cứng đầu đến như vậy chỉ cần chú mày làm một việc là đích thân chú mày giết hắn chú mày phải làm việc đó nếu không có thể coi như cuộc đời chú mày chấm dứt từ bây giờ về sau luciano nhớ lại rằng việc lặp đi lặp lại những yêu sách của Maranzano cũng như cuộc đấm đá bỗng nhiên tạo cho anh một nguồn sức mạnh lạ thường và anh vung chân đá một cái vào mạng sườn Maranzano. Maranzano gặp đôi người lại và ngã ra sàn, vừa nhăn nhó, vừa gào thét điên loạn, giết chết hắn đi. Hạ hắn xuống và giết chết hắn đi, bọn tay chân chưa kịp thi hành lệnh của hắn thì Maranzano đã đứng lên, hắn giật lấy một con dao trong tay một thủ hạ, chém vào mặt Luciano và anh mang cái sẹo này cho đến khi chết từ đó mắt phải của anh hơi lé trông mặt anh càng hung dữ maranzano lại chém một nhát nữa vào má của luciano một trong những thủ hạ rút súng chĩa vào anh bỗng nhiên maranzano bình tĩnh lại và hét không được bắn để hắn sống hắn sẽ làm điều hắn phải làm chúng ta còn gặp hắn chúng cắt dây hạ tôi xuống và tôi cảm thấy như có hàng nghìn mũi dao đâm vào người tôi tôi đau đến mức không thể cử động được. Tuy vậy, tôi vẫn không mất đi hoàn toàn. Chúng tống tôi vào thùng sau xe. Vài phút sau, chúng vứt tôi ra đường chẳng khác gì một bao khoai tây. Tôi nằm giữa đường khoảng 15 phút. Sau đó, tôi bỏ đến một cột điện ở cuối khối nhà. Lúc đó vào khoảng 2 giờ sáng. Đến lúc này, thì tôi bất tỉnh nhân sự. Vài phút sau... Một xe cảnh sát tuần tra dọc đường hai lần Boulevard đã tìm thấy Luciano nằm bất tỉnh bên đường. Họ đã nhặt đưa anh về bệnh viện. Người ta phải khâu 15 mũi mới hết các vết thương của anh. Tôi nghĩ rằng không còn một chỗ nào trong người tôi không có vết bầm hoặc băng bó kín mít. Luciano lại càng tức tối hơn khi cảnh sát cù Lao Staten đã lập biên bản buộc tội anh ăn trộm xe hơi vì anh từ chối không chịu nói chuyện gì đã xảy ra. Cho đến năm 1961, khi Luciano kể lại cuộc đời của anh, thì trước đó, chưa bao giờ, anh giải thích đầy đủ về câu chuyện đã xảy ra trong đêm tháng 10 đó. Có lần anh ta đã dựng lên một câu chuyện là anh ta đi chơi và bị một nhóm người bịt mặt bắt giữ đánh đập tàn nhẫn, rồi quẳng anh ta ra đường sau khi anh đã hứa nộp cho chúng 10.000 đô la. Nhưng vừa kể câu chuyện này được ít lâu thì chính Luciano lại cải chính. Việc Luciano từ chối không giải thích việc gì đã xảy ra, đã làm cho người ta bàn tán. Có người nói rằng Luciano đã bị một băng khác bắt ở góc đường broadway và đánh đập thậm tệ để buộc anh phải ngừng xâm lấn lãnh thổ của họ cũng có người lại kể là Luciano đã bị thủ hạ của Maranzano bắt được và đánh đập tàn tệ nhưng anh ta đã được Lansky và Sichuo cứu thoát khi thấy anh ta bị thương nặng họ bèn đưa anh đến cù lao Staten để cố ý tạo ra một màn bí mật về chuyện này cũng có người lại nói rằng Luciano đã bị cảnh sát liên bang bắt gặp và tấn công khi anh ta đang chờ một chuyến tàu chở bạch phiến hoặc whisky đến Cù Lao Staten. Cũng có tin đồn, anh ta bị một nhân viên cảnh sát đánh đập vì anh đã làm cho con gái của hắn có chưa 13 Luciano xuất hiện từ đấy, riêng đối với Luciano, cái biệt hiệu mới đó không phải do báo chí hay thiên hạ đã đặt cho anh, mà chính là Meyer Lansky đặt. Khi từ Cù Lao Staten trở về nhà, Luciano còn rất yếu và buộc phải nằm mấy ngày liền. Costello và Lansky đến thăm anh. Anh đã kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng, tôi thật gặp may mới sống sót. Đúng Lansky trả lời đúng là may mắn. Thế mới đúng với con người anh. Luciano gặp may, nằm trên giường bệnh. Tôi mới có một chút thì giờ để suy nghĩ về việc mới xảy ra. Mấy ngày đầu, tôi không thể nào hiểu được tại sao thằng già còn để cho tôi sống. Mãi tôi mới hiểu ra, Masuria được bảo vệ kỹ càng như nằm trong pháo đài Philadelphia, không ai có thể đến gần hắn nếu không phải là người thân tín. Maranzano biết rõ điều đó, vì rằng lão đã thử mấy lần nhưng đành chịu bó tay. Điều đó có nghĩa hắn cần một người gần gũi với dâu. Thế thì tại sao, Maranzano lại hành hạ tôi tàn bạo như vậy khi hắn đang cần tôi? Đó là tác phong tiêu biểu Sicily của ngài, Julius Caesar bởi vì nếu hắn ép được tôi đích thân hạ thủ Masurier thì sự nghiệp của tôi thế là đi tong, và tôi sẽ không bao giờ leo lên được địa vị thủ lĩnh tối cao. Hơn 30 năm sau, khi nhớ lại sự việc này, Luciano đã nói một cách triết lý, trong chừng mực nào đấy, tôi không trách Maranzano bởi vì có thể hắn biết và có thể hắn không biết tôi đang có kế hoạch leo lên tột đỉnh. Nhưng nếu như lão ta biết điều đó, chắc chắn lão đã giết tôi. Suốt ba ngày, mỗi lần tôi cử động là đau đớn toàn thân đến mức tôi không thể đứng dậy được. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi dùng ma túy. Mỗi ngày dâu Adonis đến thăm tôi hai lần và tiêm morphine để tôi đỡ đau. Cứ mỗi lần tiêm, tôi lại nghĩ ra được một cách để trừng trị lão già Maranzano. Hồi 11, mãi đến cuối tháng 10, Luciano mới có thể tới văn phòng của anh ở Babizan. Một buổi sáng, Lansky và Costello đến khách sạn và cả ba cùng dạo chơi ở công viên trung tâm. Câu chuyện của họ xoay quanh tình hình thai nghén của Anna, vợ Lansky, đang làm cho hắn hết sức bận rộn. Họ cùng trao đổi về thị trường chứng khoán. Chúng tôi không có người hoạt động ở đây, chúng tôi chẳng có việc gì làm ở đó cả. Nhưng Mayer lại rất quan tâm đến các biến động của thị trường chứng khoán và hắn ta nói. Nếu chúng ta khôn ngoan thì bao nhiêu tiền bạc sẽ chui vào kết của chúng ta? Nếu như giá cả ở đây tụt xuống, thì cả cái nước chó đẻ này sẽ cần có tiền và người ta sẽ trả bằng bất cứ giá nào để có tiền. Chúng ta sẽ nắm được cả khu hàng may mặc bởi vì họ sẽ không sống nổi nêu như không có chúng ta. Costello lại phân tích rằng không phải nền công nghiệp may mặc cần đến họ mà chính là giới chính trị và cảnh sát. Bọn ngốc này đều đang đánh bạc với thị trường chứng khoán và hy vọng làm ăn to. Có điều buồn cười là họ đang đánh bạc với tiền của chúng tôi. Khoảng trưa hôm sau, tránh mật thám Whelan đã gọi điện thoại cho tôi. Ông ta đang cần ngay một món tiền 30.000 đô la. Tôi có thể làm thế nào được? Chỉ có cách là đưa tiền cho ông ta. Và chúng ta nắm được ông ta, trong khi nói chuyện về tình hình kinh tế, đất nước và những tác động của nó. Luciano đột nhiên nhắc đến tên Masseria và Maranzano. Lansky nói, hãy vặn cổ chúng nó đi. Thủ tiêu dâu và Maranzano là việc dễ nhất trên đời. Nhưng điều chúng ta phải nghĩ ra là phải thực hiện được ý kiến của Charlie là làm cho hai lão ấy giết nhau. Lâu lắm tôi mới nghe Lansky cười, tiếng cười của anh ta sang sảng như tiếng chuông. Anh ta tỏ ra thích thú nước cờ đó, ngay cả Frank Costello cũng cười mặc dầu anh ta nghĩ chuyện đó khó mà thực hiện được. Ngày hôm sau, 29 đến 10, tai họa đã đổ sụp xuống nước Mỹ. Thị trường chứng khoán vốn đã hỗn độn thì nay sụp đổ. Bao nhiêu cơ nghiệp và bao hy vọng cũng sụp đổ theo. Sợ hãi và thất vọng bao trùm cả nước, nhiều năm sau mới chấm dứt. Thập kỷ phồn vinh của những năm 20 náo nhiệt đã qua và thời kỳ đại suy thoái bắt đầu. Thế giới buôn lậu và trộm cướp cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ngày hôm trước người ta mua từng thùng rượu, nhưng chỉ ngày hôm sau, có đủ tiền mua được một cốc rượu cũng là hạnh phúc rồi. Công việc làm ăn của chúng tôi bị ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực. Thật giống như một cơn bão những đồ vàng bạc mà Adonis thích thú và tự hào nay cũng chỉ còn là vật không chút giá trị. Các nhà giàu con nay cũng không còn trưng diện kim cương vì họ đã lần lượt bán gần hết. Những chiếc máy đánh bạc của Costello chỉ còn đem lại một nửa số tiền ngày trước. Nơi duy nhất chúng tôi làm ăn được là ở Ha Lầm và những nơi nào những bản con quay còn hoạt động. Chỉ còn chú bé bán táo đặt một vài xu để cầu may mong chúng được cái gì đấy không cần nhiều lắm nhưng điều quan trọng là những đồng xu của các chú bé như vậy đã trở thành xương sống của những đồng đô la của chúng tôi thành nguồn kiếm cơm hàng ngày của chúng tôi nói một cách khác chúng tôi thường tắm chung cùng một vũng nước với các nạn nhân khác trong tình hình suy thoái luciano và bạn bè càng tin chắc rằng đạo luật cấm rượu không chóng thì chày sẽ bị bãi bỏ chỉ còn là vấn đề thời gian họ nói với những đồng minh thân cận công chúng sẽ không chịu được nữa khi họ không còn có thể mua được gì nữa thì ít nhất họ có thể mua được cốc rượu nếu không sẽ lôi thôi to và công chúng muốn mua số rượu đó một cách hợp pháp họ quyết định cần bắt đầu kế hoạch để chuyển sang buôn bán rượu một cách hợp pháp đồng thời họ cũng quyết định xem xét lại và điều chỉnh toàn bộ các hoạt động của họ cho phù hợp với tình trạng cả nước chìm sâu vào khủng hoảng họ biết còn có thời gian để chuẩn bị ngay từ trước khi cuộc suy thoái bùng nổ Luciano đã ở trong tình thế rất kẹt. Những tham vọng của anh và ngay tính mạng của anh bị Maranzano và Masseria đe dọa. Cả hai đều đã ra tối hậu thư cho anh. Cả hai đều không được thỏa mãn. Thế mà anh vẫn còn sống và anh quyết định không chịu khuất phục cả hai. Nhưng bây giờ thì áp lực ngày càng giảm vì Masseria và Maranzano đều muốn bảo đảm an toàn cho cơ nghiệp của mình. Cả hai đều quá bận rộn trong việc đối phó với nhau và không có thì giờ để giải quyết vấn đề Luciano trong những cuộc gặp gỡ hàng ngày được tổ chức tại phòng của Luciano, anh và bạn bè thấy rằng cơ hội làm ăn chỉ còn trong ngành buôn lậu rượu, ngá bạc, và một vài hoạt động khác. Vito Genovese thì có kế hoạch riêng. Bất chấp những lời cảnh cáo của Luciano, hắn vẫn không ngừng buôn bán ma túy và bây giờ hắn còn muốn mở rộng hoạt động đó ra. Theo hắn, lợi nhuận của ma túy lớn gấp bội so với bất cứ một ngành buôn lậu nào khác. Và khách hàng sau khi đã mua ma túy một lần thì như cá mắc câu nhất định sẽ tiếp tục luciano vẫn khăng khăng rằng buôn ma túy chỉ dẫn tới những điều phiền toái thái độ của anh xuất phát từ những kinh nghiệm bản thân tôi đã tìm mọi cách thuyết phục genovis thôi buôn thuốc phiện ma túy nhưng hắn vẫn không chịu nghe đáng lẽ tôi đã phải quẳng hắn đi nhưng người ta không thể đối xử một cách tàn tệ như vậy đối với một thủ hạ như hắn nhất là sau những việc mà hắn đã làm cho tôi đối với luciano Genovis là một tay súng đáng tin cậy và lúc bấy giờ anh đang cần có nhiều tay súng và phải là những tay súng đáng tin cậy. Vì vậy anh nói với Vito Genovis, tôi chẳng muốn biết gì về ma túy của anh cả. Nếu anh muốn buôn thì cứ buôn, anh muốn buôn với ai thì mặc anh, nhưng từ nay đừng nói với ai về việc này. Anh phải nhớ một điều, nếu anh bị rắc rối với các món quỷ sư đó thì anh phải chịu trách nhiệm một mình luciano không dính vào buôn lậu ma túy nhưng anh lại có một hoạt động lớn hơn theo kiểu của những người cho vay lãi lúc bấy giờ các nhà băng vì hết tiền nên rất thận trọng và khó khăn trong việc cho vay vốn vì vậy những người cần tiền phải tìm nguồn khác để vay nguồn khác ở đây là thế giới ngầm đã tích chữ hàng triệu đô la tiền mặt trong suốt thời kỳ thi hành đạo luật cấm rượu và thế là xuất hiện một áp phe tiền mặt chỉ một năm sau khi cuộc suy thoái bắt đầu cà phê này đã phình ra nhanh chóng và người ta đã vay hàng triệu, hàng triệu đô la theo kiểu như vậy. Ngày càng nhiều hãng trong ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, vận tải ô tô và nhiều ngành thành phố lần lượt rơi vào sự kiểm soát của thế giới ngầm và được dùng như một bình phong che đậy bất hợp pháp. Trong những ngày đó, Luciano cũng tung tiền ra nhưng không phải chỉ để cho vay lấy lãi khi cơn khủng hoảng kinh tế trở nên trầm trọng thì những người quen và bạn bè của anh ở phố wall street đã không chút do dự tìm đến anh nhờ giúp đỡ họ sẵn sàng chịu số lãi cắt cổ nhưng luciano tỏ ra hào hiệp với những bạn bè này tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy thậm chí một tên gangster cũng có một quả tim và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn họ cần bao nhiêu tôi cho vay bấy nhiêu và tôi tính lãi với họ đúng như lãi suất bình thường của nhà băng tức là 2 đến 3%. Có một số quỵt hẳn, nhưng Luciano chỉ nhún vai. Trong khi đó, mạng lưới đánh cá của Moses Annenberg ở Chicago rất phát đạt. Nếu người ta muốn đặt cược cho một con ngựa nào đó, người ta không cần đến tận trường đua và người đánh cá muốn có một hình thức để đạt được cược và biết kết quả càng sớm càng tốt. Moses Annenberg tổ chức cả một mạng lưới điện thoại. Luciano nhận xét, tôi luôn luôn nghĩ rằng PG Annenberg là loại người tôi cần. Luciano đã từng giúp Annenberg hồi ở Manhattan. Lúc đó, Annenberg phụ trách việc phát hành cho Hearst và tờ báo Daily Mirror của hắn đã thâm nhập vào New York để cạnh tranh với tờ Daily News. Vì vậy Luciano gọi tờ Daily Mirror là tờ báo của tôi. Khi Annenberg tổ chức mạng lưới đánh cá qua điện thoại, Luciano là khách hàng đầu tiên và cũng là người đầu tiên ủng hộ nó hệ thống đánh cá này đã hoạt động với sự thỏa thuận của công ty điện thoại và họ trở thành một tập đoàn lớn, thành trái tim của một mạng gá bạc lớn nhất thế giới. Còn về Annenberg, hắn không thể nào làm ăn được nếu không có chúng tôi. Hắn cần chúng tôi và chúng tôi cũng cần hắn. Đó là một điều tốt, 14 Tommy nói với tôi rằng, nếu chúng tôi chung vốn với nhau thì với vài triệu đô la tiền mặt, chúng tôi sẽ kiểm soát được mọi thứ trong vùng. Vì vậy, nếu Tommy cắt đứt quan hệ quá sớm với Masuria thì tất cả kế hoạch và vốn liếng của chúng tôi đã đặt vào ngành công nghiệp may mặc sẽ đi tăng. Luchis thuộc phe Maranzano, còn Lep thì vẫn đi với Masuria. Tôi nói Luchis tìm cách ngăn cản không để Reyna hành động quá sớm. Như vậy chúng tôi có đủ thời gian để củng cố vị trí trong ngành may mặc. Nhưng thời gian không còn bao lâu. Tháng riêng năm 1930. Masurier nói với Luciano rằng cuối cùng hắn đã có đầy đủ bằng chứng về sự gian dối của Reyna và hắn ra lệnh cho Luciano vạch kế hoạch thủ tiêu Reyna. Masurier nói, tôi cần chứng tỏ cho những kẻ xấu đang lần lút trong hàng ngũ ta là thành phố New York này chỉ có một ông chủ và cả nước Mỹ này chỉ có một cái đầu, đó là Giuseppe Masurier. Nếu tôi nhắm mắt làm ngơ cho Reyna, Maranzano sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này mà không cần bắn một viên đạn anh phải tìm cách giữ reina lại cho tôi tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì nhưng anh hãy làm cho được điều đó đó là một nhiệm vụ thật tế nhỉ. luciano họp các chiến hữu của mình để bàn bạc họ gặp nhau một đêm lạnh và đầy sương vào đầu tháng riêng trên một thuyền đánh cá ở vịnh oyster thuộc long island có mặt tại cuộc họp ngoài luciano có adonis costello ciccio lochis lansky vắng mặt vợ anh là anna có chửa và đang bị mệt nặng có thể đẻ non và cô ta trở thành rất khó tính nên Lansky không thể vắng nhà. Ngày hôm sau, 15 đến 1, Anna sinh một con trai, đặt bên là Bernard, tên một ông chú của Lansky. Anna đẻ khó và đứa trẻ sinh ra bị tàn tật. Anna rất đau khổ và cô cho rằng việc đẻ ra một đứa con tàn tật là sự trừng phạt của chúa đối với chồng cô. Bực mình vì những lời trách móc của vợ và buồn vì đứa con tàn tật, Lansky đã cùng một người bạn là Vision, Jimmy mắt xanh, bỏ New York đi Boston. Ở đó suốt mấy ngày liền, anh ngồi uống rượu một mình để hòng quên tấm thảm kịch trong gia đình anh. Sau đó mới trở về New York, vắng mặt Lansky, cuộc họp đã đi đến nhiều quyết định. Tommy Lucis đã bảo cho chúng tôi một số tin tức không hay. Cách đó vài giờ anh ta vừa ăn cơm với Reina và biết được một số việc mà Masseria không nói với tôi. Masseria định hạ thủ Joe Proface và Joe Bernaner, Joseph Bernano cùng quê Castelmeris với Maranzano. Nếu Masseria thực hiện được điều này, Reina sẽ đứng về phía Masseria và như vậy hắn sẽ thừa sức mạnh để khống chế mọi người. Chúng tôi nhất trí rằng không còn cách nào để ngăn chặn cuộc đánh nhau và bây giờ điều duy nhất chúng tôi phải làm là nghĩ cách làm thế nào để thắng trong cuộc chiến tranh này. Chúng tôi bỗng nhận ra rằng chúng tôi cần phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch cũ của chúng tôi rằng chúng tôi cần diệt Masurier trước và sau đó mới tính chuyện với Maranzano. Khi anh có vấn đề với người Sicily thì anh phải suy nghĩ theo cách nghĩ của người Sicily. Nếu không, anh không thể giải quyết được vấn đề. Vì vậy, tôi cố tự đặt mình vào địa vị của Masurier để giải thích tại sao trong khi chúng tôi muốn để cho Reyna sống thì sau lưng tôi hắn lại vạch kế hoạch để hạ tù dâu Proface và dâu Banana. Thế là bỗng nhiên mọi việc trở nên rõ ràng hành động của Masuria nhằm làm cho Maranzano hiểu rằng chúng tôi là người đã vạch kế hoạch hạ thủ hai tên kia. Đồng thời chính tôi là người ngăn cản không cho Reina đi theo lão ta. Kết quả là Maranzano chốt tức giận toàn bộ sức mạnh của hắn vào đầu tôi. Khi tôi giải thích điều này, xì sì trồ bật lên, chúng ta đã làm mất thì giờ một cách vô ích. Người ý các anh có cái thói quen cứ ngồi mà nhai mãi cho đến khi trong miệng chẳng còn cái đờ, gì mà nuốt cả. Chỉ còn một con đồng là phải khử Reyna càng sớm càng tốt, và nhiệm vụ của Tommy phải là cho Maranzano hiểu rằng đây là một đòn của Masseria. Đồng thời chúng ta phải bảo đảm cho không có chuyện gì xảy ra đến với Proface và Banana. Chúng tôi hành rộng đúng như vậy. Vito Genovis được giao nhiệm vụ hạ thủ Reyna theo đúng phong tục Sicily, nghĩa là phải mặt đối mặt mà giết hắn. Thật ra, tôi không muốn giết Reyna và bạn bè của tôi cũng không ai muốn điều đó. Reyna là một người trung thực có văn hóa, là một người ý đáng kính trọng. Hắn thực sự là ông chủ của vùng Bronx trừ hai lĩnh vực bia và thịt của Đát Hắn cũng kiểm soát toàn bộ áp phe nước đá. Đây là một áp phe rất hời bởi vì 75% dân trong thành phố không có tủ lạnh nhưng vẫn dùng nước đá. Nhưng hắn phải chết vì như vậy tôi mới có thể sống và tiếp tục leo cao. Luciano điều tra được rằng, tối thứ tư hàng tuần, Reyna thường ăn tối với một bà cô ở Sheridan, vùng Bronx. 26 tháng 2 năm 1930, khoảng 8 giờ tối, Genovis đã chờ sẵn ở cổng. Khi Reina bước ra, Genovis gọi hắn. Genovis kể lại với tôi rằng, khi Reina nhìn thấy Vito, hắn nguyện miệng cười và giơ tay chào. Đúng lúc đó, Vito nổ một phát súng vào đầu hắn. Đúng như Luciano và bạn bè đã dự tính trước, tin tức lan nhanh rằng Masseria là người ra lệnh giết Reina và người thi hành lệnh này là dâu Catania một trong những thủ hạ của Maseria. Mọi người càng tin điều đó khi Maseria thu phục các phó tướng của Reina như Gaetano Gaiano, Tommy Lucis, Dominic Petilli và cử Joseph Pinzolo cai quản cơ nghiệp của Reina để lại. Tôi thường cho Maseria là một thằng ngốc, nhưng thành thật là không ngờ rằng ngốc đến như vậy. Các thủ hạ Reina không thể nào nuốt trôi chuyện này, Pinzolo lập tức tìm cách thu phục các phó tướng của Reina. Bề ngoài họ không tỏ ra phản đối Pinzolo nhiều, mặc dầu ai cũng thấy được sự bất bình của họ và họ cũng nhiều lần than thở với Luciano. Luciano là bạn thân của cả ba người, đặc biệt với Lucis và Pecili. Trong một cuộc đánh lộn, Pecili gãy mất hai cây răng cửa. Bác sĩ nha khoa riêng của Luciano đã trồng lại cho hắn hai chiếc răng bị gãy. Có một thời gian hắn thường bị bọn con gái chế giễu, nhưng sau đó hắn trở thành một người được nhiều con gái chạy theo. Từ đó, nếu tôi bảo hắn nhảy qua cửa sổ của một cao ốc, hắn cũng sẵn sàng nhảy qua. Pinzolo ngày càng tỏ ra hống hách và cả ba viên cựu phó tướng của Reyna bàn tính cách hạ thủ hắn. Lucis hẹn Pinzolo gặp nhau ở văn phòng của mình, ở Broadway gần Times Square. Lúc đó vào khoảng tháng 9, Lucis để Pinzolo ở lại một mình trong phòng và Petili bước vào nổ hai phát súng vào đầu Pinzolo, mặt đối mặt theo đúng thể lệ chẳng ai buồn vì cái chết của Pinzolo, kể cả Masseria. Hắn nói với tôi, Pinzolo chết đi cũng có cái hay, bởi vì Luchis và bọn thủ hạ của Reyna sẽ không còn làm ầm lên nữa. Sau cái chết của Pinzolo, Tom Gaiano tiếp tục các cuộc thương lượng mà Reyna đã bắt đầu với Maranzano. Đầu mùa hè, Gaiano cùng với Joe Adonis đã gặp Proface tại một địa điểm tại Brooklyn. Sau đó có người kể lại với Luciano rằng khi Adonis, Proface và Gaiano rời hiệu ăn, Maranzano và Joe Bernaner đã ngồi sẵn trong xe chờ họ. Như vậy, bè đệnh của Reina đã đi đến một thỏa thuận ngầm với Maranzano. Trong khi đó, tôi đang nói chuyện riêng với Albert Anastasia. Tôi biết tôi có thể hoàn toàn tin cậy anh ta. Khi tôi tiết lộ kế hoạch của tôi với Albert, anh ta ôm lấy tôi và hôn lên má tôi, nói, trời Charlie, đã hơn tăm năm nay, tôi chờ đợi ngày hôm nay. Tôi sẵn sàng giết bất cứ ai để anh có thể trở thành thủ lĩnh tối cao. Vì chỉ như vậy chúng ta mới có thể yên ổn và làm ăn to. Nhưng tôi cũng khuyên anh ta rằng, trước hết anh phải thủ tiêu Pitt Morello. Anh hãy nghe lời tôi, anh không hiểu nó bằng tôi đâu. Hắn rất thính mũi thính tai, anh sẽ không bao giờ có thể hạ thủ ông chủ dâu nếu không hạ thủ được Pitt. Pietro Morello là một tay súng thuộc loại cao thủ. Y là cận vệ của Maseria và luôn luôn đi sát hắn như hình với bóng. Việc thủ tiêu Morello là cần thiết và Luciano giao nhiệm vụ này cho Anastasia và Frank Scalise. 15 tháng 8 năm 1930, hai người đã chụp được Morello trong văn phòng của hắn ở Đông Ha Lầm và bắn ngục hắn. Lúc đó trong phòng còn có một người khách và tất nhiên nó cũng bị giết. Về sau tôi mới biết tên y là Pariano, chuyên đi thu nợ cho Maseria. Albert kể lại rằng, khi và Scalist xông vào, Marello đang đếm tiền. Sau khi bắn chết hắn, và Scalist vơ hết số tiền, khoảng hơn 30.000 đô la. Maserio không biết Luciano dính vào vụ này và vẫn cứ tưởng rằng Maranzano ra lệnh giết Morello. Người ta bàn tán rằng Maranzano đã thuê một tay súng từ Chicago đến và Maserio cũng tin như vậy. Hắn lập tức nghĩ cách trả thù, hắn chọn Chicago. Ở thành phố này Masseria cử An Minel đến Chicago giải quyết mọi việc. Aiello đã nhận đủ một báng súng máy và chết gục trên đường phố Chicago. Cảnh sát đổ tội cho An Capone về cái chết của Aiello. Năm tháng 11 năm 1930, đến lượt Maranzano trả đũa. Ba tay súng của hắn bí mật thuê một căn phòng ở Bronx, đối diện với ngôi nhà mà các phó tướng của Masseria ở, với ý định phục kích giết chết chủ dâu khi nào hắn đến thăm nhà này. Chiều ngày hôm đó, Masseria cùng đi với Stephen Ferrigno và Anminel, các phó tướng thứ hai và thứ ba của hắn, đã dẫn xác đến ngôi nhà này. Người của Maranzano nổ súng, Minel và Ferrigno chết ngay tại chỗ nhưng Masseria chạy thoát không một chút xây sát. Hình như đạn không thể chạm vào người hắn, cuộc chiến tranh Castellameris sẽ nhanh chóng đi đến cao điểm. Các tay súng của hai phe phục kích bắn giết lẫn nhau. Các vụ chạm súng đã gây ra một không khí hoảng sợ và làm cho cả hai bên lơi lòng công việc chính của thế giới ngầm là làm giàu bằng con đường bất hợp pháp. Nếu như cuộc giết chóc này cứ tiếp tục, dư luận công chúng sẽ trở nên không có lợi cho thế giới ngầm và điều đó sẽ dẫn đến đổ vỡ. Một lần nữa phe đảng của Luciano lại họp nhau ở vịnh Oyster. Lần này Lansky có mặt, cuộc họp quyết định thời cơ đã đến và phải hành động. Họ bắn tin cho Maranzano biết rằng vì lợi ích của mọi người, Luciano sẵn sàng thực hiện yêu cầu của Maranzano đã đưa ra một năm trước đây ở Cù Lao Staten. Tôi biết thời cơ lần này hoàn toàn thuận lợi. Masseria được bảo vệ rất chặt chẽ và Maranzano không thể nào bén mảng đến gần dù là một dặm. Vì vậy hắn cần đến tôi. Vì ngoài tôi ra, không còn ai có thể làm được nữa. Vì vậy, đây là lúc tôi có thể dàn xếp với hắn. Thông qua Tony Bender hai bên đã thu xếp được gặp nhau. Sau những chuyện đã xảy ra một năm chốc đây, Maranzano biết rõ rằng, lần này tôi sẽ không để cho hắn lặp lại những trò cũ. Tôi hẹn gặp hắn ở vườn bách thú khu Bronx. cùng đi với tôi có Genovis, dâu Adonis và Sicho. Tôi chú ý để một người do thái cùng đi với tôi nhằm bịt miệng Maranzano, không để hắn lải nhải về cái gọi là chuyện riêng của người Sicily. Cùng đến với Maranzano có dâu Proface và dâu Bernaner chúng tôi nói chuyện với nhau trước một chuồng sư tử tôi nói với hắn tôi nghĩ rằng ông biết sư tử là chúa sơn lâm maranzano cười cái bụng vệ của hắn rung lên hắn ôm lấy tôi nhưng hắn chưa kịp mở miệng tôi đã chặn ngay này maranzano có một điều từ lâu tôi đã nói với anh chỉ có bố tôi mới được phép gọi tôi là thằng bé của tôi anh hãy tưởng tượng câu nói của tôi là cú bất ngờ như thế nào đối với maranzano tiếng cười của hắn tắt ngay trên môi hắn thật sự lúng túng hắn lẩm bẩm gì tôi không rõ lắm đại khái hắn nói rằng không hiểu vì sao tôi lại khó chịu vì điều đó tại sao tôi không hiểu rằng hắn coi tôi như con đẻ của hắn tôi nói thẳng với hắn sau chuyện xảy ra năm trước tôi sẽ không bao giờ coi hắn là bố tôi vì vậy đề nghị hắn thôi cái trò khỉ ấy đi và tốt hơn là đi ngay vào việc nếu như mọi việc ổn thỏa thì chúng tôi sẽ là bạn thế thôi Mọi việc đã ổn thỏa, Maranzano hứa bảo đảm an toàn cho Luciano và phe cánh của anh sau khi đã giết được Masseria và lập lại ổn định. Hắn thề sẽ không can thiệp vào những lĩnh vực riêng của Luciano, Ciccio, Lansky, Adonis và Costello. Hắn đồng ý sẽ thôi không nói đến chuyện riêng của người Sicily, sau khi tôi đã nói thẳng với hắn rằng, đó là một sự điên rồ và một điều vô nghĩa, sau khi đã thỏa thuận mọi điều. Maranzano nói với Luciano là hắn lấy làm tiếc mọi chuyện đã xảy ra. Luciano trả lời, điều đó không quan trọng, tôi sẵn sàng quên nó. Chúng ta hãy nhìn vào phía trước, vẫn không bỏ được cử chỉ ra trường của hắn. Maranzano đặt hai tay lên vai Luciano và nói, này Salvatore Lucania, dù anh có thích hay không, anh vẫn là thằng bé của tôi. Mùa xuân đã đến thành phố New York, ngày 15 tháng 4 năm 1931 là một ngày đẹp đầy nắng ấm. 9 giờ sáng hôm đó, trong một đại bản doanh của ông chủ dâu ở đại lộ số 2, khu Manhattan, chỉ có Luciano và Marceria. Marceria nghiêng đầu lắng nghe Luciano phát họa kế hoạch hạ thủ một số phó tướng của Maranzano, một cuộc bắn giết cần thiết để bảo đảm thắng lợi hoàn toàn cho Marceria. Tôi giảng giải cho hắn gần hai tiếng đồng hồ liền và Marceria khi thì mặt mày rạng rỡ hẳn lên, khi thì cười ha ha tưởng như nó đang thưởng thức một cốc rượu đầy máu của Maranzano. Cuối cùng hắn bỗng nhảy cẫng lên và bắt đầu múa may như điên ở giữa phòng. Lần duy nhất tôi chứng kiến một cảnh tượng tương tự, qua một cuốn phim tài liệu trong chiến tranh, quay cảnh Hitler múa may như phát rồ khi hắn đánh thắng nước Pháp. Khoảng giữa trưa, Luciano gợi ý rằng, sau một ngày làm việc kết quả như vậy, hai người sẽ cùng phóng xe đến Cani Island chén một bữa thịnh soạn để mừng thắng lợi không gì ngăn cản được. Tôi thấy rõ mắt Masurier sáng lên khi tôi kể về các món ăn ngon, nhất là khi tôi gọi điện thoại để đặt tiệc thì bọt mép gần như sùi quanh miệng hắn, bởi vì tôi đã đặt một bữa tiệc cực kỳ thịnh soạn. Lucia và Masurier đến một hiệu ăn ở Cani Island vào khoảng quá trưa. Chủ hiệu là bạn của Luciano, đưa họ đến một cái bàn dành sẵn và cuối một phòng ăn đông nghịt khách. Vốn là người không quen nhậu nhẹt, Luciano ăn thong thả, thỉnh thoảng lại nhấp một tí vang đỏ trong khi đó Masseria ngấu nghiến hết món này qua món khác. Hắn đang ăn thì những khách hàng trong phòng bắt đầu rời phòng ăn. Trước mặt hắn còn một cốc kem đầy ủ và một cốc cà phê đậm kiểu Ý, hắn bỏ ra gần 3 tiếng đồng hồ để muốn hết các món ăn. Vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều, mọi người đã ra hết. Chỉ còn lại Luciano và Masseria. Luciano gợi ý hai người chơi một ván bài Tây theo kiểu Nga hung mà Frank Costello đã bày cho Masseria. Maserio ngần ngừ một lát, nhưng rồi đồng ý chơi một ván và chỉ một ván thôi, bởi vì còn nhiều việc phải giải quyết ở đại bản doanh. Chủ hiệu mang đến một bộ bài, đặt lên bàn rồi bỏ đi. Vừa mới chơi một lát, Luciano đứng dậy, bảo với Maserio là anh cần vào phòng vệ sinh. Maserio ngả người ra nghỉ một lát và thưởng thức chai rượu vang thứ hai. Luciano vừa đóng cửa phòng vệ sinh thì cửa trước cửa hiệu ăn bỗng mở rộng. Khi Luciano phóng xe từ Manhattan đến đây thì đằng sau xe của anh đã có một xe du lịch khác màu đen bám theo. Chiếc xe này do Siro Terranova lái và trên xe có Vito Genovis, Joe Adonis, Albert Anastasia và Baxi Ciccio. Cả bốn người ập vào hiệu ăn, rót súng, bắn như mưa vào người ông chủ dâu. Hơn 20 phát đạn bắn tung các đồ vật trong phòng, riêng Masseria nhận đủ 6 viên. Hắn ngã sấp trên mặt bàn máu nhuộm đỏ cả tấm khăn bàn màu trắng và trên tay hắn lấp lánh chiếc nhẫn kim cương. Genovis, Adonis, Anastasia và Síchô bước nhanh ra khỏi phòng, ngồi vào chiếc xe đang nổ máy chờ. Terranova vì thần kinh quá căng thẳng lúng túng không làm thế nào cho xe chạy. Xí đẩy hắn ra một bên, cầm lấy tay lái và chiếc xe vụt đi. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra chưa đầy một phút, và không hề có một nhân chứng nào. Thế còn Luciano? anh bước ra khỏi phòng vệ sinh nhìn xác của marseille gọi điện thoại báo cho cảnh sát và ngồi chờ họ đến khi cảnh sát đến nơi tất nhiên họ muốn biết tôi có chứng kiến việc xảy ra không tôi trả lời là không thấy gì cả và tôi cũng chẳng rõ tại sao lại có người muốn giết dâu cảnh sát hỏi tôi ở đâu khi vụ án mạng xảy ra sau đó mọi tờ báo đều đăng lại câu trả lời của tôi là sau khi lau tay tôi đã bước ra để chứng kiến cái chết của marseille Điều đó không đúng sự thật, tôi đã trả lời cho cảnh sát như thế này, lúc đó tôi đang ị trong phòng vệ sinh, tôi có cái thói là ị rất lâu, mà đã được mai táng đúng nghi lễ, thi hài của hắn được quản mấy ngày liền sau đó, một đoàn xe chở đầy hoa và người đưa hắn ra nghĩa địa. Sau khi xong mọi chuyện, Luciano Kesenovic về một chỗ riêng. Đây là lần đầu tiên hai người nói với nhau về chuyện ở Cani Island, tình hình thế nào? Genovis mỉm cười Lão già rất tự hào về việc này. Hồi 12, bây giờ tất cả nằm trong tay Maranzano, lão lập tức bắt tay vào vạch kế hoạch, lão dự định tổ chức một lễ đăng quang chưa từng có ở hợp chủng quốc. Chỉ vài tuần sau khi Masseria trở thành cái xác không hồn, Maranzano cho rằng đã đến lúc lão bước lên ngôi, nhưng Luciano quyết tâm không để triều đại này kéo dài. Trong khi Maranzano vạch kế hoạch lên môi thì Luciano tổ chức cuộc họp nội các của anh để thông qua chương trình hành động nhằm đưa Charlie Lucky Luciano lên ngôi chúa tể của thế giới tội ác có tổ chức. Họ quyết định hành động thong thả, kiên trì, để cho Maranzano trong thời kỳ đầu không gặp sự chống đối nào. Họ tin chắc rằng bản thân Maranzano tự đưa mình đến chỗ sụp đổ. Với cái thói ngạo mạn một cách ngu ngốc. Maranzano cho rằng không còn ai dám thách thức hắn và mọi sự chống đối sẽ lập tức bị thanh toán một cách dễ dàng. Hắn gửi giấy mời nói đúng hơn là lệnh triệu tập cho hàng trăm thủ lĩnh các loại ở New York và khắp nước về dự lễ nhậm chức chính thức của hắn, đồng thời đó là cuộc lễ trong đó mọi người tuyên bố phục tùng hắn. Hơn 500 người từ khắp nơi đổ về, phòng đại tiệc trong tòa nhà lớn ở Bronx chật cứng và mọi người đều ngồi vào ghế theo đúng trật tự ngôi thứ của mình. Maranzano ngồi ở một chiếc ghế bành lớn trông giống như một ngai vua mà hắn đã thuê ở một nhà hát ở hai bên hắn đã sắp xếp chỗ ngồi cho các thủ lĩnh theo thứ bậc mà hắn sẽ tấn phong Luciano ngồi bên phải Maranzano ở vị trí thế tử bốn bức tường của phòng tiệc treo đầy thánh giá tranh đạo tượng đức mẹ đồng trinh và tượng của những thánh mà tôi chưa hề biết Maranzano đeo ở cổ một thánh giá có lẽ to nhất thế giới hắn thường bỏ sẵn thánh giá trong túi và đến đâu cũng chìa thánh giá ra. Maranzano là tên cuồng tín, hắn thường gọi thủ hạ đến và trách mắng họ không chịu đi lễ nhà thờ. Tôi nhớ, có một lần Mai Miranda kể lại với tôi, Maranzano đã mắng anh một trận vì chuyện không đi nhà thờ. Mai trả lời, tôi đi lễ nhà thờ thế nào được khi tôi vừa mới giết người? Maranzano trả lời, hai việc có liên quan gì với nhau đâu? đạo chỉ quan tâm đến linh hồn con người thôi. cả gian phòng im lặng trong khi Maranzano đứng lên. hắn nói bằng tiếng ý, thỉnh thoảng lại chen vào thổ ngữ Sicily xen lẫn với những câu tiếng Latin. Hắn giải thích là một thời kỳ mới đã bắt đầu. Hắn nói rõ có nhóm ở Chicago muốn ngăn chặn buổi lễ này, cũng có người chống lại việc hắn nhận sứ mệnh đem lại trật tự, ngăn nắp và kỷ luật sau bao nhiêu năm hỗn loạn và chém giết lẫn nhau. Hắn lấy làm tiếc đã có chuyện đó xảy ra nhưng sự có mặt của những chiến hữu trung thành của hắn ở đây chứng tỏ rằng những chống đối đó chẳng đi đến đâu. 15. Hắn giải thích từ nay hắn sẽ không còn chỉ lo riêng cho phe cánh hắn nữa mà sẽ đứng ra phối hợp tất cả mọi người để hình thành một tổ chức duy nhất dưới sự chỉ huy của hắn. Hắn sẽ kiểm soát việc phân chia thu nhập của các gia đình mới. Hắn ra lệnh từ nay không được gọi là băng, là đảng nữa mà phải gọi là gia đình. Và hắn sẽ quy định hình thức phân chia thu nhập. Hắn phác họa các chi tiết của việc tổ chức lại các nhóm để tạo thành năm gia đình lớn ở New York và năm gia đình này sẽ kiểm soát toàn bộ thế giới tội ác dưới sự chỉ huy của hắn. Hắn tuyên bố từ nay chấm dứt việc tranh giành lẫn nhau về phạm vi hoạt động và mỗi thành viên có mặt tại buổi lễ phải gia nhập một trong năm gia đình đó. Để chỉ huy các gia đình này, hắn chỉ định các capo vừa bắt đầu đọc tên vừa gật đầu ra hiệu cho người được chỉ định đứng dậy. Charlie Luciano sẽ chỉ huy tất cả những cơ nghiệp của Masseria đồng thời là tổng thanh tra của thế giới ngầm do Maranzano thống lĩnh. Tom Gaiano sẽ thay thế cho Rino, Joe Bernano, Joe Proface và Vincent Mangano sẽ đứng đầu ba gia đình còn lại trên cơ sở các băng cũ của họ. Các capo sẽ chỉ chịu trách nhiệm trước Maranzano và mỗi capo sẽ có một phó chỉ huy chịu trách nhiệm với hắn. Ngoài ra có thể có nhiều phó tướng các lính trơn khác sẽ được tổ chức lại thành các nhóm 10 người giống như đội quân Lê Dương của Sisa. Mỗi người trong hệ dây chuyền đó phải chịu trách nhiệm trước thủ lĩnh cấp trên, đồng thời chịu trách nhiệm về tay chân cấp dưới. Kỷ luật là một vấn đề then chốt. Maranzano nhấn đi nhấn lại về sự cần thiết của một kỷ luật sắt và chính hắn sẽ là trọng tài tối cao để phân xử mọi sự tranh chấp. Nghĩa là trong mọi lĩnh vực, hắn là vị tối cao hắn cũng đã vạch ra một số nguyên tắc và thể lệ để bảo đảm kỷ luật sắt này. Không ai được nói đến tổ chức của mình hoặc gia đình mình, nếu sai phạm sẽ bị xử tử. Mọi người phải chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của thủ lĩnh cấp trên trực tiếp. Không một thành viên nào được phép đánh nhau với một thành viên khác, bất kể lý do gì kể cả bị khiêu khích. Tất cả mọi oán thù từ trước đến nay đều phải xóa bỏ. Sự hòa hợp hoàn toàn từ nay trở thành nguyên tắc trong việc làm ăn cũng như trong quan hệ giữa các gia đình và các thành viên không một ai được phép nhòm ngó công việc làm ăn cũng như lèm nhèm với vợ con các thành viên khác. Sau bữa tiệc, khách khứa được mời lên để bày tỏ sự phục tùng và lòng trung thành đối với Maranzano và trật tự mới. Theo một hiệu lệnh của Maranzano, các vị khách lần lượt đến gần hắn và để lên bàn một phong bì tiền, bản thân tôi cũng đã phải nộp cho lão già 5.000 đô la. Hôm đó lão thu được hàng mấy triệu đô la, trong giờ phút vinh quang đó hình như maranzano không nhận thấy rằng luciano chẳng những không quên mà còn chẳng bao giờ tha thứ chuyện đã xảy ra và anh vẫn đeo đuổi tham vọng của mình các capo và phó chỉ huy mà maranzano vừa chỉ định đều có cảm tình với anh hơn lão già họ thấy gần gũi và sẵn sàng liên minh với anh để giúp anh lật đổ ông chủ của mọi ông chủ Vito Gervis được chỉ định làm phó tư lệnh của Luciano và hắn cũng thấy rằng những tham vọng của hắn chỉ có thể thành sự thật nếu hắn thành tâm đi với Luciano chứ không phải với Maranzano. Các đồng minh không phải gốc ý của Luciano như Lansky và Sicho cũng nghĩ như vậy. Phó tướng của Tom Gaiano là Tommy Lucis lại là bạn thân của Luciano được Luciano gài vào tổ chức của Maranzano, đã tham gia tích cực trong mọi âm mưu của Luciano. John Pecilli một phó tướng khác của Gaiano, cũng là bạn thân của Luciano. Phó tư lệnh của Mangano là Albert Anastasia là người vốn rất sùng bái Luciano và sẵn sàng làm bất cứ điều gì Luciano yêu cầu. Joe Bernano cũng từ lâu trở thành bạn thân của Charlie và Y có nhiều điểm nhất trí với Luciano hơn Maranzano đồng hương của Y. Trong gia đình Proface cũng có nhiều người là đồng minh của Luciano. Ngoài ra Luciano còn có những đồng minh khác đứng ngoài tổ chức như Datsut. Lev và Johnny Tory. Vì vậy, mặc dù Maranzano đang hết sức say sưa, ngai vàng của hắn chẳng vững vàng tí nào. Bài diễn văn cũng như những cử chỉ oai vệ của hắn có gây ấn tượng với một số lính trơn nhưng lại làm cho đa số các thủ lĩnh bực mình. Họ đã chiến đấu, đã liều mạng, đã vung hàng đống tiền không phải để chịu sự chỉ huy tối cao của Maranzano hay bất cứ người nào khác. Họ muốn hành động độc lập và quyết tâm gìn giữ ít nhất một sự độc lập đó. Vì vậy, buổi lễ đăng quang vừa kết thúc thì âm mưu lật đổ đức vua mới lên ngôi cũng bắt đầu. Ở hội nghị Atlantic City hai năm trước, Luciano đã được cảm tình của nhiều thủ lĩnh ở khắp nước. Anh bắt đầu từng bước tranh thủ sự ủng hộ của các thủ lĩnh ngoài phạm vi New York. Anh thận trọng thăm dò để biết thật rõ mỗi người sẵn sàng ủng hộ anh thế nào trong cuộc đọ sức với Maranzano. Khoảng giữa năm 1930, Luciano, Lansky cùng đi có Mai Miranda một tay súng đáng tin cậy, đã bí mật phóng xe đi vùng Trung Tây. Họ dừng lại ở ngoại ô Pittsburgh để gặp Salvatore Calderon cũng đã có mặt trong lễ đăng quang của Maranzano. Hắn ghét thái độ hách dịch của lão già và hứa sẽ ủng hộ Luciano. Ở Cleveland họ đã gặp John Scalise, Moe Dalit và Frank Milano một chùm gangster ở bang Ohio, có mặt trong buổi lễ đăng quang của Maranzano. Santo Chaficante, một bạn cũ của luciano từ fiorida đi xe lửa đến và Ancapone ở chicago cũng cử đại biểu đến gặp mặc dù họ đều là bạn bè của tôi nhưng tôi cần phải thuyết phục họ nếu không họ sẽ không dám lao vào một cuộc chiến tranh thật sự quy mô lớn để ủng hộ tôi tôi nói với họ rằng maranzano chẳng qua chỉ là một lão già lầm cầm đã pha trộn một cách vụng về quan niệm cổ hủ về tổ chức chỉ gồm người sicily với tham vọng độc tài của caesar mọi người bật cười Tôi biết rằng tôi đã nói đúng điều họ đang suy nghĩ và muốn nghe. Tôi nói rằng những tư tưởng của Maranzano quá lỗi thời và đáng quăng ra đại Tây Dương vì chẳng còn một chút giá trị. Tôi đã dành phần lớn ngày hôm đó để giải thích cho họ rõ các ý định của tôi, trả lời các câu hỏi của họ và làm cho mọi việc sáng tỏ. Họ phải hiểu được rằng, điều cần làm không phải chỉ là phá vỡ các kế hoạch của Maranzano mà phải loại trừ hắn một cách dứt khoát. Các ông bạn này đều cùng lứa tuổi với tôi hoàn toàn nhất trí với điều tôi nói. Trước khi cuộc họp kết thúc, họ đã cùng nhau vạch ra một kế hoạch phối hợp. Đồng thời với kế hoạch của Luciano, tất cả những thủ hạ thân tín của hắn ta trong toàn quốc cũng sẽ đồng loạt bị thủ tiêu. Khi nào Luciano báo tin kế hoạch hạ thủ Maranzano đã thành công thì đồng minh của anh ta ở khắp nước cùng chuyển qua hành động. Tối hôm đó, phấn khởi vì kết quả của cuộc họp về sự nhất trí đã đạt được, Luciano, Lansky Miranda và các bạn bè ở Cleveland kéo nhau đi xem một trận đấu bốc. Vừa mới được mấy hiệp đầu thì một tốp cảnh sát kéo đến vây quanh lấy họ rồi đưa về đồn. Họ bị tình nghi, sáng hôm sau, khi bị hỏi cung, Luciano trước sau chỉ nói một câu, chúng tôi đến đây để xem đánh bốc. Chỉ có thế thôi, họ được tha ra nhưng cảnh sát yêu cầu họ phải rời khỏi thành phố. Chuyện xảy ra ở Cleveland thật là một sự ngu ngốc và suýt nữa làm hỏng bét toàn bộ kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị bao năm nay. Đáng lẽ ra khi đến Cleveland, tôi chỉ cần dành một phút để đến một đồn cảnh sát gần nhất, đăng ký ngay là chỉ xem đánh bốc. Tôi đã học được một bài học mà tôi suốt đời không quên. Từ đó trở đi bất cứ đi đâu, đến nơi nào, ví dụ như tôi thường đi Miami thì đi khi đến nơi, chưa kịp sắp xếp hành lý, tôi đã đến ngay đồn cảnh sát gần nhất để đăng ký. Mặc dù báo chí không làm dùng beng về vụ bắt bớ ở Cleveland, nhưng Maranzano cũng đã biết tin Luciano vừa trở về New York. Maranzano gọi anh lập tức đến ngay đại bản doanh. Lão già muốn biết tôi làm cái trò khỉ gì ở Cleveland. Tôi trả lời hắn là, tôi cùng một số bạn bè đi xem đánh bốc. Anh biết là tôi không bao giờ bỏ lỡ một trận đánh bốc nào. Đó là lý do tôi đi Cleveland, anh muốn điều tra thì cứ việc. Mặc dù Maranzano chấp nhận lời giải thích đó, nhưng hắn bắt đầu nghi ngờ. Hắn nói với Luciano một giọng đe dọa, tôi chưa có dịp bày tỏ lòng khâm phục của tôi đối với chiến tích của anh khi hạ thủ Giuseppe Masseria, Charlie, anh đã hành động một cách tuyệt đẹp. Tôi chắc rằng anh sẽ cung cấp cho tôi một bức ảnh chụp lúc anh bóp cỏ súng. Mặc dù sự đồn đại và đủ những thứ chuyện về cuộc ám sát Masseria. Luciano nhận ra rằng Maranzano vẫn tin chính anh đích thân ra tay đúng như chỉ thị của lão già. Tin tưởng vào sự ủng hộ mà anh đã tranh thủ được trong toàn quốc, Luciano nói toạc sự thật ra với Maranzano, dù anh có mặt tại đó và có cả máy ảnh, hoặc nhờ Chúa Trời giúp anh làm việc đó, anh cũng không thể nào có được bức ảnh đó. Đúng như báo chí đã tường thuật, dầu đã bị bắn chết trong khi tôi đang ngồi trong chuồng xí đề nghị anh đừng la hét nữa và hay quên chuyện đó đi. Mãi về sau Luciano vẫn còn nhớ, Maranzano sừng sốt nhìn anh khi nghe anh nói điều đó. Tôi cảm thấy hà lòng hà giả khi cho hắn biết sự thật. Nhưng lúc đó trong thâm tâm tôi hình như có một tiếng chuông báo động nhắc tôi nên câm miệng ngay. Qua câu chuyện, Maranzano thừa nhận rằng hắn chưa hề nắm chắc được Luciano như hắn vẫn tưởng và đối với hắn, Luciano cùng với số chiến hữu của anh là mối nguy cơ thật sự. Thế là hắn lập tức vạch kế hoạch để thanh toán mối đe dọa này. Maranzano lập một danh sách gồm những người sẽ bị thủ tiêu, Luciano, Genovis, Costello và Adonis. Đó là nhóm những người gốc ý Sicily, nhóm thứ hai gồm những đồng minh không phải gốc ý của Luciano trong đó có Datsut. Trong danh sách không có Lansky và chỗ có lẽ vì Maranzano cho hai người này không phải mối đe dọa đáng kể. Lucis, Anastasia và Torrio cũng không có tên vì Maranzano chưa hề biết gì về quan hệ giữa họ và Luciano. Maranzano lập tức tìm một tay súng để thi hành bản án nhằm nêu gương cho những kẻ khác. Hắn thuê một tay súng trẻ khác nổi tiếng tên là Vincent công. Thế là ngẫu nhiên có cuộc chạy đua xem ai là người bị giết trước. Các nạn nhân đều không biết số phận mình đã được định đoạt. Cũng giống như Masseria trước đây, Maranzano được bảo vệ rất kín đi đâu cũng có một bầy vệ sĩ bám sát và không ai có thể mon men đến gần. Trong khi đó, Luciano, Genovis và đồng đảng không có điều kiện như vậy, bởi vì công việc làm ăn của họ không cho họ chui rúc mãi vào trong pháo đài. Khi Maranzano thuê câu thì Luciano cũng có một kế hoạch tương tự. Anh biết rõ rằng không thể có một người nào mà Maranzano và các vệ sĩ của hắn đã biết mặt có thể mon men đến gần được, và dù anh ta có đến được gần thì mưu đồ hạ thù chỉ là hành động tự sát. Chỉ có những người ngoài cuộc mà phe đảng Maranzano chưa biết mặt mới có thể có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ rồi thoát thân và sau đó biến đi không để lại dấu vết. Chính bản thân Maranzano đã tạo cơ hội cho thành công của một kế hoạch như vậy. Hắn thường hay làm việc ở văn phòng mới của hắn đặt tại tòa cao Oak Grand Central giữa đại lộ công viên, đường 46 ở văn phòng này hắn điều hành các hoạt động hợp pháp của hắn. Một điều hoạt động kinh doanh đồng thời là hãng xuất nhập khẩu. Cũng từ đây, hắn điều hành các hoạt động bất hợp pháp. Rất nhiều khách ra vào tấp nập, phần lớn là những người quản lý, kế toán, chăm lo việc đóng thuế. Lucia thảo luận kế hoạch của anh với Lansky, chính đây là chỗ hở mà ta có thể lợi dụng chụp hắn lão già chó để ấy tự hào về tư cách một một người đóng thuế đến mức hắn mời cả những nhân viên tài chính đến kiểm tra các sổ sách của hắn theo chỉ thị của luciano lansky đã thuê ba tay súng người do thái từ baltimore philadelphia và boston red levin một phụ tá lâu năm của luciano được cử chỉ huy đội ám sát gồm bốn người red levin sinh ra ở toledo bang ohio là một người rất sùng đạo một ông chủ gia đình rất kiểu mẫu đồng thời là tên giết người chuyên nghiệp. Khi ở nhà hắn thường đeo một lá bùa và nếu như hắn có công việc phải làm đúng vào ngày lễ sa bát, từ chiều thứ sáu đến chiều thứ bảy, thì hắn đặt lá bùa vào trong ngũ. Trước khi hành động, hắn đặt lá bùa trên vai và quỳ xuống cầu nguyện. Lansky thuê một ngôi nhà ở Bronx và cả đội ám sát bốn người nấp kín ở trong đó không được ra ngoài. Suốt thời gian chuẩn bị, họ được dự một lớp học cấp tốc về những công việc của những nhân viên sở thuế liên bang họ được lệnh không được ra khỏi nhà thậm chí không được dạo chơi trên sân cỏ và mọi thứ họ cần lương thực thực phẩm đàn bà giải trí đều được cung cấp tùy theo sở thích của mọi người suốt cả mùa hè lansky làm việc với họ dạy cho họ cách đi đứng nói chuyện xử sự, sự như thế nào cho đúng là những viên chức thi hành luật pháp hắn đưa cho họ xem đủ các kiểu ảnh của maranzano cũng như văn phòng hắn Luciano và Lansky đã quyết định mọi chi tiết phải được chuẩn bị chu đáo và họ sẵn sàng cần bao tiền và bao thời gian chuẩn bị cũng được. Sau này, Luciano ước tính anh đã chi khoảng 8 vạn đô la cho công việc chuẩn bị. Khoảng cuối tháng 8, tình hình đột nhiên trở nên khẩn trương. Nick Rosen ở Philadelphia gọi điện thoại cho Frank Costello nói hắn có những tin tức vô cùng quan trọng mà hắn chỉ có thể nói riêng việc Rosen một bạn thân của Sally Gordon gọi điện thoại cho Costello chứ không phải cho Lansky đồng hương do thái của hắn, không có gì đáng ngạc nhiên lắm, bởi vì Lansky và Gordon đã trở thành thù địch với nhau trong những năm gần đây do cạnh tranh nhau trong nhiều lĩnh vực và họ vẫn thường tố cáo lẫn nhau. Khoảng giữa năm 1931, tình hình trở nên căng thẳng đến mức giữa hai người không có một hình thức quan hệ nào. Sau đó, Gordon bị một cú rắc rối to vì tội trốn thuế. Trong tình huống đó, Luciano buộc phải chọn giữa Lansky hoặc Gordon. Anh và Lansky đã quyết định giúp chính phủ liên bang trong vụ này. Nếu như chính phủ liên bang nhận được những thông tin chính xác về những thu nhập cách xù của Gordon mà hắn không đăng ký để tìm cách trốn thuế thì coi như Gordon hoàn toàn bị loại bỏ. Em trai của Lansky là Jake có một số mối quan hệ ở Philadelphia, nơi anh thường đến để giải quyết những công việc của Liên minh bảy nhóm. Jake Lansky có nhiều bạn bè là viên chức sở thuế và y được giao nhiệm vụ cung cấp cho họ những tin tức về tình hình tài chính của Gordon. Do đó Gordon đã bị truy tố, bị bắt và sau đó bị tuyên án về tội trốn thuế. Nick Rosen không hề nghi ngờ về sự dính líu của Luciano, Lansky và vụ án của Gordon, nhưng hắn biết rõ sự xung đột của Lansky và Gordon. Chính vì vậy mà cuối tháng 8 năm 1931 hắn đã không gọi điện thoại cho Lansky mà gọi cho Costello. Costello lập tức đi Philadelphia và anh đã vội vã trở về New York để gặp Luciano. Rosen đã nói cho anh biết về bản danh sách bí mật của Maranzano cũng như việc Maranzano thuê Vincent Câu thi hành bản án. Rosen cũng báo tin là vào khoảng tháng sau, Maranzano sẽ gọi Luciano và một người khác có tên trong danh sách đến văn phòng của Y để thảo luận công việc. Câu sẽ chờ sẵn ở đấy. Rosen từ chối không nói rõ nguồn tin ở đâu mặc dù hắn để lộ ra rằng Enzi Caruso, một phụ tá thân tín của maranzano vài hôm trước đã đến philadelphia hắn đã hơi quá chén và đã nói năng quá mức cần thiết luciano hạ lệnh cho lansky hoàn thành gấp việc huấn luyện đội ám sát và họ phải sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào còn genovis thì leo nhèo cho rằng chờ đợi là vô ích và hắn đòi phải hành động ngay hắn tình nguyện đích thân tham gia hạ thủ maranzano không được chúng ta còn đủ thời gian Chúng ta sẽ chờ đến khi lão già gọi chúng ta và lúc đó chúng ta sẽ hành động. Luciano trả lời, ngày 9 tháng 9 năm 1932, Maranzano gọi điện thoại cho họ. Hắn nói đã mấy ngày không gặp Charlie Lucky, và có một số việc gấp cần thảo luận. Hắn đề nghị Luciano và Genovese, 2 giờ ngày hôm sau sẽ đến văn phòng hắn và cùng hắn làm việc suốt cả buổi chiều. Luciano lập tức báo tin cho Lansky, ngày tối hôm đó, những công việc chuẩn bị cuối cùng được hoàn thành. Từng chi tiết đã được kiểm tra kỹ, và mọi người phải thao diễn nhiều lần phần việc của mình. Cho đến khi Luciano cảm thấy hài lòng, anh rời khỏi phòng và một lát sau anh trở lại. Cùng đi có một người khỏe mạnh, ăn mặc trưởng chạc, chạc 30 tuổi. Luciano không giới thiệu anh ta là ai và chỉ nói với đội ám sát là anh ta sẽ có mặt trong văn phòng của Maranzano khi họ ập vào. Nếu cần thiết anh ta sẽ chỉ cho họ ai là Maranzano. Khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 9, Maranzano ngồi ở phòng tiếp khách chờ câu đồng thời cũng chờ Luciano và Genovis. Trong phòng còn có cô thư ký riêng của hắn là Grace Samuel và năm vệ sĩ vũ trang tận răng. Cửa phòng bỗng mở ra, Tommy Lucis bước vào, việc này không nằm trong kế hoạch và làm cho Maranzano khó chịu. Buồng ngoài của văn phòng thường đông nghịt nhưng hôm nay vắng tanh lucis là một nhân vật quá quan trọng nên không ai dám cản y nhất là khi y nắm tay maranzano kêu hắn vào phòng trong nói rằng có một việc sinh từ cần thảo luận ngay có liên quan đến tom Galliano. maranzano chưa kịp phản ứng thì cửa phòng lại mở và bốn người bước vào họ tự giới thiệu là viên chức thuế liên bang và họ hỏi người nào là salvatore maranzano không một người nào nghĩ ra việc hỏi họ từ văn phòng nào đến bởi vì maranzano quả thật đang bị điều tra về tội buôn lậu trốn thuế và nhiều chuyện khác. Các luật gia của hắn bảo hắn không lo ngại gì hết và các viên chức liên bang có thể bất ngờ đến đây. Họ còn khuyên hắn trong trường hợp đó nên tỏ ra có thiện chí hợp tác với chính phủ. Vì vậy Maranzano lập tức xưng danh với bốn bị quan chức. Một trong bốn người này để ý thấy Lucis kín đáo ra hiệu cho họ. Lucis chính là người đã gặp họ đêm hôm trước. Cả bốn người rút súng ra. Một người quay lại khóa cửa. Maranzano, Lucis, Cô thư ký và các vệ sĩ xếp hàng úp mặt vào tường và lần lượt bị lục soát. Các vệ sĩ bị tước hết vũ khí, hai viên chức dí súng vào lưng Maranzano và ra lệnh cho hắn đi vào phòng riêng để thẩm vấn. Cửa phòng riêng vừa khép lại thì họ rút dao ra, đây là thứ vũ khí họ đã chọn để thủ tiêu một cách im lặng và họ bắt đầu đâm chém Maranzano túi bụi. Mặc dù tuổi già và bụng phệ, Maranzano chống trả kịch liệt và la hét ầm ĩ cuối cùng họ buộc phải rút súng và bắn như mưa vào người maranzano lão ta ngã xuống ghế bành với sáu nhát dao bốn viên đạn vào đầu và thân giết xong maranzano hai người bước ra khỏi phòng và cả bốn người tụt nhanh tám tầng gác và biến mất trong đường phố đông đúc họ vừa biến mất thì các vệ sĩ của maranzano cũng chạy theo không phải để đuổi bắt mà sợ cảnh sát bắt gặp họ trong phòng bên cạnh xác chết của maranzano lucis đứng lại một lát nhìn vào phòng xem Maranzano đã chết thật chưa anh ta đang làm việc đó thì girolamo santucci biệt hiệu là Bobby đòi chạy vào Bobby là một cựu võ sĩ quyền anh bề ngoài y là một phụ tá và vệ sĩ của Maranzano nhưng sự thật y là một đồng minh của Luciano y đã lái xe trong nhiều vụ chặn cướp rượu và cũng đã nhiều lần giết người theo lệnh của Luciano Charlie Lucky gọi hắn là một chàng trai không hề biết sợ là gì và đã gài hắn vào trong giới thủ hạ thân cận của Maranzano. Ngày 10 tháng 9, nhiệm vụ của hắn là hỗ trợ cho Lucis lúc cần thiết nhưng hắn đã đến chậm. Sau khi xem xét kỹ xác chết của Maranzano, Lucis ra lệnh cho hắn chạy ngay khỏi đây lập tức. Bobby chạy vụt xuống đường vừa lúc một tốp cảnh sát ập đến bắt được hắn, đưa hắn về đồn hỏi qua loa rồi thả hắn ra. Trong lúc đó, Lucis bình tĩnh dùng thang máy xuống tầng cuối cùng và lần vào trong đám đông ở đại lộ công viên. Vincent Câu đang leo thang gác thì gặp các vệ sĩ của Maranzano chạy xuống. Một tên vệ sĩ kể lại với hắn chuyện đã xảy ra. Trong túi của Câu có 35.000 đô la của Maranzano trả công cho hắn, nhưng bây giờ, hắn không còn việc gì phải làm mà tiền cũng không phải trả lại. Vì vậy, Câu quay lại và bỏ đi, 5 tháng sau Câu bị đát sốt bắn chết ở Manhattan trong một buồng điện thoại tự động. Suốt cả buổi chiều, Luciano, Genovis và những người khác lo lắng chờ đợi tin tức. Khoảng 3 giờ chiều, Costello mới gọi điện thoại đến từ đồn cảnh sát đường 53. Sau đó Levin, Lucis và đài phát thanh cung cấp thêm tin tức về cái chết của Maranzano. Luciano lập tức báo tin cho đồng minh cả nước là việc hạ thủ Maranzano đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Nhưng qua điện thoại, anh cũng nhất trí với các đồng minh là hủy bỏ không thực hiện kế hoạch hai vì thấy không cần thiết nữa. Trước ngày Maranzano bị hạ thủ, bao nhiêu người khác đã bị giết theo kế hoạch đã định trước. Tuy nhiên bọn nhà báo ăn tiền vẫn dựng đứng lên cái gọi là đêm khủng khiếp của những người gốc Sicily. Hồi bấy giờ, những người biết về vụ ám sát Maranzano đua nhau phóng đại danh sách những người bị hạ thủ. Qua các bài báo thì số này lên tới khoảng 50 người. Nhưng có điều buồn cười là không một bài báo nào nêu được tên tuổi cụ thể của bất cứ một nạn nhân nào bị hạ thủ một đêm với Maranzano. Bản thân tôi cũng không biết tên của bất cứ một thủ hạ cao cấp nào của Maranzano bị thủ tiêu ở New York, Chicago, Detroit, Cleveland hay bất cứ nơi nào khác. Và lại tôi cũng không cần biết và chúng tôi nói thật với các nhà báo rằng lý do thật sự và duy nhất của việc thủ tiêu Maranzano là để chấm dứt việc bắn giết nhau. Trên thực tế ngoài Maranzano. Người bị thủ tiêu cùng đêm đó là Gerardo Scapato, chủ hiệu ăn ở Sunny Island.